kia bị mạnh bị yếu nữa đó, có bốn cái bốn chữ đó. Thank you.
Cảm ơn chị. Trước khi mà mình xem cái viết của anh chị ấy thì nó qua một xíu về cái mặt trận suốt. Như vậy trên bảng mình có về dọc và có chữ cơ hội, cơ hội, và bên kia là những mối đe dọa hết. Còn phía về hàng ngang là có điều mạnh và strong, những thứ cái đức quyết ha. Thì như vậy là ở đây có một sự cái này để chúng ta biết là sau này đi biết bên kia mình sẽ tra lại xem được là đúng hay không. Như vậy là chiến lược SO có nghĩa là mình sử dụng điểm mạnh, điểm mạnh là điểm mạnh của mình để tận dụng cơ hội, thì mình có điểm mạnh để mình tận dụng. Thì lấy ví dụ CBC là một đơn vị rất tự hào về công nghệ thông tin là hàng đầu của tập đoàn. Thế nên mình nói và tập đoàn cũng xác nhận. Thì điều đó thể hiện cái gì? Chúng ta có điểm mạnh, chúng ta là có đội ngũ cán bộ là về công nghệ thông tin giỏi. Cái đầu tiên. Cái thứ hai là chúng ta có cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin mạnh thì nó mới đáp ứng được. Thế thì khi mà chúng ta có điểm mạnh này rồi, cơ hội đấy, giống như anh bên này nói của cách nào 4.0 đấy, thì như vậy mình có cái điểm mạnh của mình đây, mình sẽ là áp dụng về công nghệ 4.0 đi tiên tiến. Mình cũng lo lắng, một số đơn vị bây giờ họ rất là lo lắng trong khi chuyển sang công nghệ 4.0 này, không có người, không có cơ sở vật chất. Ngay cái báo cáo với các anh chị là ngay cái chuyện mà chúng ta chuyển cái trạm cổ điển qua trạm không người trực mà bên cao thế làm rất tốt, các công ty điện lực có trung tâm điều khiển rất tốt, đó là chúng ta có đội ngũ cán bộ, đúng không? Thứ hai là cái hạ tầng. Thế bây giờ đưa trạm không người trực về trung tâm điều khiển mà nó hoạt động được hoặc là lỗi thì cả hệ thống điện mất điện đâu được, không ai nhỉ? Mà chúng ta làm được và gần kết thúc. Và báo cáo anh chị là hiện nay hôm vừa rồi tôi nói lại là có cái cảnh bỏ tổng lại rồi, tổng bắt vào làm việc bây giờ thì bắt làm không được. Họ chuyển đổi cái trạm cổ điện qua không người trực và họ không làm được, chưa làm được, mà tập đoàn cũng dùng mít để làm. Thứ nhất là cơ sở hạ tầng không có sự chuẩn bị, thứ hai là cán bộ có năng lực chuyển đổi những cái mình ngồi mình trực và trạm thế nào thì có kỹ sư xử lý, là bây giờ là nằm ở trong cái trung tâm điều khiển và điều khiển cho cả một tỉnh. Đấy. Và cái thứ ba, cái này thì mình liên quan họ muốn chuyển đổi thì chuyển đổi như vậy là một vết đau cao thế. Một trạm có 11 người, 9 người trực bây giờ không có đi đâu, họ làm được. Bên mình cố gắng là chuyển qua các công ty điện lực. Đấy, có cố gắng chuyển qua một số rồi sắp xếp lại, nhưng mà kia làm được. À, nói là các công ty điện lực khó nghe, khó nhận, thì thực chất khó nhận cũng có lý do, bởi vì đối với tổng miền trung mình gọi là cái điện pin ấy, sử dụng điện pin là trung bình bây giờ mới 6-7% mà cái gì ngoài kia phun rồi hết, bây giờ thêm phun nữa là nó vướng, nên họ tìm cách họ trì hoãn
cái đầu tiên, cái thứ hai là năng lực làm được. Khi đưa về sợ quản lý vận hành, khi mà đưa từ cái chỗ trực trạm 110 về trung tâm điều khiển của các công ty điện tử thì sự phối hợp đó như thế nào, làm việc và họ không chịu cái này. Như vậy là tôi nói là cái thứ nhất là có cái điểm mạnh của họ và nó bắt cơ hội. Thế cái thứ hai là chiến lược thứ hai là bên chỗ là sử dụng điểm mạnh để tránh các mối đe dọa. À, cái này là báo cáo với anh chị là khi mình có điểm mạnh của mình không có nghĩa để đi đương đầu với những cái điều nguy hiểm mà chúng ta phải tìm cách tránh né nó. Và anh chị là lưu ý mà là chơi thì chơi luôn á, ông ngon chơi mình chơi lại và cái này là tránh bằng những cách của mình để mình tránh đi những cái mối hiểm họa. Cái thứ ba là chúng ta chiến lược như là khắc phục điểm yếu để tận dụng cơ hội. Cái này thì nói là rất dễ nhưng mà làm thì lại rất khó, và thực tiễn là nó cơ hội nó trôi qua mình không nắm bắt được. Tôi nói ví dụ quay trở lại cái chỗ hồi nãy ấy, ví dụ quay cái gì mà chúng ta không có đội ngũ cán bộ về công nghệ thông tin giỏi, không có cái cơ sở vật chất tốt thì chúng ta của cái cả 4.0 là mình chỉ đứng ngoài. Nhưng mà khắc phục nó không dễ đâu, cái gì nói thôi, bây giờ đội ngũ cán bộ công nhân viên mà làm về công nghệ thông tin một sớm một chiều mà mình bảo bây giờ tiện vào tất cả vô làm, xin lỗi đây chị không làm được. Các bạn bây giờ cần kỹ sư công nghệ thông tin rồi đi đến đại học, đi đến các bệnh viện để tiện về tự nhiên là làm được tốt, không ạ? Nó cũng mất vài năm, từ 3 đến 5 năm để nắm được cái đặc thù về địa mình là thứ nhất, thứ hai là áp dụng. Cái thứ ba là cơ sở vật chất yếu, bây giờ đầu tư đúng không? Cái đầu tư không có là tiền, là thời gian, chứ không hẳn là bây giờ khắc phục. Nói đi thì nói dễ nhận là khắc phục điểm yếu để tận dụng cơ hội. Nếu mà không có cái tầm nhìn thì đến khi cơ hội đến bắt đầu mới gọi là tìm cách khắc phục thì cơ hội nó đi đến tuổi cao rồi mình cũng chưa khắc phục xong đâu. Các anh thì cái này là để lưu cái gì biết này, nhưng mà khi mà chúng ta phát hiện ra điểm yếu thì chúng ta phải nhanh chóng khắc phục, có cơ hội đến lúc nào thì phải khắc phục vì sẵn. Thế còn bây giờ chính phủ bắt đầu đưa lên khẩu hiệu là cách mạng 4.0, bắt đầu mới ào đi đào tạo kỹ sư về điện tử công nghệ thông tin, nhất là hạ tầng. Báo cáo không một sớm một chiều chúng ta có thể đầu tư được. Cái cuối cùng là như vậy là biết điểm yếu để né tránh các mối đe dọa, cái càng khó nữa, cái càng khó nữa, khỏe thì còn tránh được nó yếu, đúng không? Thì cái này là để mình biết được cái gì mình biết được yếu. Về ví dụ tôi nói là về công nghệ thông tin yếu thì ông nên né tránh cái nỗi đe dọa cái nào. Khi mà cách mạng của chúng không đến đe dọa kiếm việc và làm hết tất cả mình làm bằng cái nào, cực kỳ khó. Yếu là chỉ có thua thôi, đừng có hy vọng mà yếu mà là ngon. Cho nên mình muốn nói cái gì, cái mô hình mà phân tích mặt trận suốt này thì như vậy là để chúng ta biết được điểm mạnh điểm yếu của mình là cái quan trọng nhất. Biết điểm mạnh thì đã có quyền chạy nó là cổ rồi, biết điểm yếu để khắc phục thì khi cơ hội của đe dọa đến là mình có thể nào đương đầu được. Đấy là trong cái này. Bây giờ qua bên chỗ biết của anh chị này, tôi thấy các bạn rất là tốt. Bên chỗ anh chị này yếu PC Khánh Hòa
Thì như vậy là cơ hội là tình hình kinh tế chính trị ổn định, cho nên là công ty hoạt động ổn định. Rồi thời đại công nghiệp 4.0 là cơ hội đấy, cơ hội để áp dụng khoa học công nghệ mới. Thứ ba, anh biết là điểm mạnh với con người chuyên môn trong lĩnh vực chiếm lĩnh các cơ hội đầu tư năng lượng mới, năng lượng sạch, tái tạo. Thế này tôi thấy có vẻ tôi không muốn như thế nào, tôi thấy có vẻ cũng đồng ý lắm. Thế cái này là nó thuộc về điểm mạnh, nó là nổi thân của doanh nghiệp mình. Tôi nhắc lại cái lưu ý anh nói cho biết lên xuống là nó cũng chặt gần cũng. Cái này không phải là ngoài ra đấy, hiểu không? Mà cái nêu ở đây khi mà cái chỗ mà cơ hội có nghĩa là bây giờ có thể là thời kỳ mà chính phủ ngành điện đang khuyến khích về phát triển năng lượng sạch, cơ hội cho mình để những cái ông nội này ông nắm bắt cơ hội, ông làm về cái điện mặt trời, điện gió, điện chiều như này. Đe dọa và thách thức sự tham gia của tư nhân trong việc đầu tư nguồn điện cạnh tranh dịch vụ. Đừng qua công nghệ ngày càng cao, con người thay đổi. Cái này thì tôi nghĩ không nghĩ đó là một cái cách. Khoa học kỹ thuật đi lên, công nghệ tốt thì đó là cơ hội cho mình cho sao nó đe dọa được. Ủa, nhưng mà về hắn ở phía ngoài, tôi nói bên ngoài hắn là ngoài. Nói như anh thế bây giờ là người như này là sử dụng gì mà để tận dụng cô. Nếu anh nói cái này là một thách thức, anh phải tránh. Khi mà anh xem cái công nghệ ngày càng cao đó là một thách thức thì anh chỉ biết né nó đi. Có nghĩa là anh mua đồ tốt, anh mua tivi màn hình phẳng rồi màn hình cong, anh cứ chơi cắt đen thôi đấy. Cách áp dụng ở đây có nghĩa mình khi mua đây này là cái gì mà mình đây tận dụng được khoa học công nghệ đấy, tận dụng nữa. Còn cái chuyện anh yếu, con người yếu là thế, nó nằm trong cái điểm yếu, anh phải khắc phục điểm yếu để tận dụng cơ hội khi khoa học kỹ thuật lên. Đây điểm đây này. Các yêu cầu về chất lượng điện dịch vụ ngày càng cao, thì anh là khi họ yêu cầu cao là mình bị thách thức, mình đáp ứng được như nó. Đôi khi quan điểm tôi lại khác một xí. Cái gì tốt hơn là cơ hội, cái gì nó tệ là mình ấy. Còn cái này là tôi xem rồi quy ra cơ hội. Vì khi mà họ yêu cầu tôi nói theo quan điểm tôi khác cũng nhiên không này. Yêu cầu chất lượng điện nó tất cả gì cao này, đó là cơ hội cho PC Khánh Hòa khẳng định mình. Ông khác nhà gỗ được, ông khác cạnh tranh được, chỉ có anh thôi là người có điều kiện nhất, anh khắc phục và anh nắm bắt được cơ hội này để anh chiếm đến 100% thị trường. Không có PC Khánh Hòa phải nhảy vô đấy. Điểm mạnh, khu vực địa lý thuận lợi, kinh doanh dịch vụ nhiều. Báo cáo gì xem anh em về điểm mạnh không? Báo cáo anh Phạm, tôi đã nói rồi, lưu ý một điểm mà chúng ta, điểm mạnh là của mình nè.
cái nghi á là nó là cái cơ hội mà bên ngoài em đến với mình, ví dụ cái dịch điểm mạnh là địa lý thuận lợi, cái cơ hội là kinh doanh dịch vụ nhiều. Vì báo cáo đang gì là nếu như mà nó là điểm mạnh điểm yếu là mình có thể khắc phục được, mình có thể phát huy thêm được. Nhưng mà tôi hỏi bây giờ kinh doanh dịch vụ nhiều anh có tác kiện không, anh có làm nó nhiều hơn đúng không? Nó xây cái khách sạn này mình mừng, nó không xây được nó đóng cửa khách sạn mình buồn đó. Cái này cũng tương tự, lúc trước tôi cũng nói chuyện này có một cái chị rất chịu, thì cũng nói cũng định ông chỉ nói là cái điểm mạnh của cái điện lực Liên Chiểu là có các khu công nghiệp, có nhiều nhà máy thép, cho nên sản lượng bán được nhiều điện. Thì nói điểm mạnh của điện lực Liên Chiểu không tốt. Vì điện lực Liên Chiểu không làm nên với cái nhà máy thép nữa, mà trên trời đấy xuống hai cái nhà máy thép thì và tận dụng cơ hội và bán được nhiều thôi. Thế nên tôi lưu ý cái gì là để phân biệt cho rõ khi cái điểm mạnh là mình có thể nâng lên được, điểm yếu mình khắc phục, còn cơ hội và thách thức là bên ngoài đấy là điều kiện bên ngoài, cho nên chúng ta không thể nào mà ví dụ như là nói nhanh hiểu thì bây giờ thì được Quảng Ngãi về sẽ cố gắng đưa dịch vụ có nhiều đi à, để làm gì tăng giá bán lên đúng không? Dịch vụ là do tự thân họ, nhưng mà ví dụ có mà nói hoặc bây giờ tôi nhắc lại về chỗ nhà máy thép của Hòa Phát Quảng Ngãi đúng không, tự nhiên ngày cái đùng xuống 250 mê tổn thất về zero, ông về lên báo cáo thành tích rầm rầm. Nhưng mà cái nữa là nó phải điểm mạnh của Quảng Ngãi đâu, có cái cơ hội của Quảng Ngãi để bán cho nhiều người và thực hiện đấy. Thế bây giờ thì mày Quảng Ngãi, ví dụ những điểm mạnh Quảng Ngãi ra tổng tư bảo ồ có cái điểm mạnh tôi làm thêm ba cái nhà máy thép cho tôi nữa đâu là được. Thế để tôi nói cái này để anh chị em mình phân tích là hiểu được. Thắng đây này, anh có bốn chữ thì bên đi là nhắc đi nhắc lại đây thì là trong doanh nghiệp mình, từ thân mình, cái này bên ngoài là chúng ta chỉ tận dụng với nó thôi, chúng ta không can thiệp được. Một cái gì ví dụ tôi nói là nhà máy thép Hòa Phát mà đừng người hắn xây ở Trung Quốc mà xây ở chỗ Chu Lai đúng không, hắn xây đó xây Chu Lai bỏ về quê thủ tướng thích hơn, có nhiều ưu đãi hơn, nó không làm Trung Quốc đó là Chu Lai. Thế như vậy là cái cơ hội cũng bỏ máy mất đi mà ông Quảng Nam có. Và trong một lần tôi nhớ là trong một lần thi phó giám đốc, vừa rồi có mấy lần đi thi tuyển phó giám đốc mà thì có một anh hỏi rất hay, thì là ông ở Quảng Nam thì có một người mới hỏi thế, thì Quảng Nam là quê của thủ tướng, thì bây giờ anh đánh giá có những cái cơ hội gì khi mà thủ tướng là quê của Quảng Nam, thì ông kia rất nhanh nhẹn mà báo cáo là rất nhiều cơ hội. Thứ nhất là đầu tư nhiều thì thủ tướng mà, cho nên là sẽ các bộ ban ngành sẽ nhanh chóng hiểu được ý thủ tướng là đầu tư ngay mình thế thôi. Báo cáo đây gì là cũng phải làm một đống điện ở chỗ Nam Trà My, Bắc Trà My thôi, mình đâu có làm, kéo xa vời vợi có mấy chục hộ dân thôi mà đi khó khăn. Nhưng mà chủ tịch hội đồng thành viên đi với thủ tướng thế nào nghe ông bảo rằng mà chỗ nó đi cũng làm đi dạo về giao cho CDC làm này mất đâu 60 tỷ, không đáng lắm. Thế thì bây giờ là khi mà ông lên làm thủ tướng thì cơ hội tôi nói biết được Nam Hội An, cái khu Nam Hội An nếu không có thủ tướng một lần một quyết mà phải làm. Bây giờ khu Nam Hội An anh cảng đi Vinpearl Nam Hội An ông rồi đi ủ lừng lưng xây đường ven biển này đường kia,
và CPC trong một số dự án là cũng phải hoãn lại để làm việc với Sơn, chạm cho mười với Sơn bây giờ chuẩn bị lo mà làm thôi, chẳng về mà mất điện là lúc nào là thế thôi, đúng không? N từ 2 thì quê thủ tướng từ 1 còn chưa được. Thì câu cái tôi nhắc lại ý này để các anh chị đọc lên trên đây thì có thể nó mặt kia, nhưng cái gì mà của doanh nghiệp mình thì đó là điểm mạnh của mình, cho dù là cái gì ngoài mình được hưởng cũng được hưởng, nó là điểm mạnh của mình, một cơ hội thì mình phải tận dụng, mình phải tác động được. Vì thêm cái ý thứ hai mà anh hiểu cái này chứ thì ở phát triển kinh tế địa phương còn cao cũng vậy, cái này là bốn chủ tịch anh hòa thì không cũng phải cũng lâu ký, cũng lâu ký không có cán thiệp gì đấy đâu nhé, đó mình chỉ hy vọng là nó phát triển kinh tế cao là thương phẩm mình bán được nhiều thôi à, nhưng mà xui xẻo là cái ông đó ông thích đầu tư, ông thích bán đất thôi, thế là ông không có. Đấy, để hiểu nữa. Rồi, phát triển mạnh hoạt động sản xuất khác cũng như trang nữa, những cái này là bên ngoài không liên quan gì công ty thì là cái mà mặc dù bán điện này, nhưng anh không thúc đẩy nó mạnh lên được, anh cũng là một người, anh là người phục vụ nhưng mà hắn là bên ngoài, còn điểm yếu khó khăn trong đầu tư rồi lực lượng lao động lớn tuổi trong thiết bị công nghệ mới dưới thì còn nhiều bất cập. Đấy, ví dụ như tôi nói là điện yếu, lưới điện còn nhiều bất cập. Thế thì từng cái có một cái ông mô của đầu tư điện yếu mình cung cấp điện thì mình phải khắc phục đầu tư thêm điện. Tôi nói ví dụ quảng ngãi vừa rồi công ty mất một đống tiền để làm đường dây 110 mày kép chứ đâu phải là tự nhiên có một cái nhà máy họ phát về là tự nhiên lấy lưới điện cũ mà bán điện được đâu, chạy trốn chết người kịch đóng điện cho họ đấy nhá. Người dân Quảng Ngãi anh hùng lắm, thì buồn anh hùng tin luôn là thật. Quảng Ngãi mà từ họ phát luôn là làm được giỏi. Quảng Ngãi thì mình nhớ là cái nó hồi xưa bây giờ các quảng liên cái gì ngày xưa mấy nhà đầu tư vào rồi cứ nhảy vào nhảy ra dân ấy. Đến bù cái nhảy ra một thời gian ăn cái tiền nhảy vô lại đến bù nhảy ra nhà đánh công tắc cái vùng sau họ cũng làm nhà đầu tư nước mà bây giờ về đầu tư trong nước thì họ khác là thì ở đây tôi nói lại để các anh lưu ý, vì nếu mà chúng ta mà có nhầm lẫn một xí trong cái chuyện mà đánh giá điểm mạnh điểm yếu cơ hội thách thức là chúng ta có cái chiến lược nó bị chậm, có nghĩa là mình hướng là cái đích không trúng là mình bán chặt thôi, lắng nghe bán con chim bán con công cũng được bắt cái lên nó đúng. Thì như vậy là quay trở lại là tôi nói rất nhiều lần về cái tôi cũng kỳ xưa cũng vì đó mục tiêu với điều mà nếu cái sport này là cũng cầm lắm cái gì của mình là có chữ mạnh yếu còn bên ngoài cơ hội thực đó là như vậy. Anh lưu ý như thế thì mình mới có cái ứng xử với những cái bên ngoài cho nó tốt. Bây giờ là ví dụ như là cái đầu tiên là chế dân này có cơ hội đấy này, mình đầy đủ mọi thứ mình phát huy thì cái này quá tuyệt vời rồi. Đấy, ví dụ như là hồi nãy tôi nói là về công nghệ thông tin, CPC đã sẵn sàng tôi nghĩ là đã hơn chục năm rồi để được cái cơ sở hạ tầng cái đội ngũ này cũng hơn 30 năm rồi. Thì là tôi nói anh để biết chiến lược của một số các anh bảo bên chỗ chính nghiệm của mình. Thời kỳ những năm 90 khi bắt đầu có cái máy tính cái mình gọi là khi nay gọi là máy vi tính. 2006 bắt đầu có. Thì Bắc Giang thì một sống Bắc Giang nên là giám đốc công ty bắt đất từ một nhóm kỹ sư đi vào thành phố Hồ Chí Minh học về máy vi tính. Thì khi nói về công nghệ thông tin điện tử như một thì nó đi học về máy vi tính thôi. Mà bây giờ là đó là cái nhóm đầu tiên
Thế thì hiện nay á, là trong nhóm với họ thì tôi được biết thì có một anh là Trần Dũng, bây giờ là giám đốc MX. Ông nghĩ á, ông nghĩ mà kỳ xưa thì Nhật Bản mình bây giờ ra làm một tập đoàn cũng như IT tập đoàn thì phí hết cuốn là sau cũng thôi, ông làm tổng đi vô làm công ty phần mềm trong Sài Gòn cũng rất phát triển, chỉ có như có lợi cho mình thì đang làm về tổ chức là đi lợi cũng trong nhóm đấy học mấy người. Thì tôi nói là từ những năm 90 đã cử đi học để nó chúng về bây giờ mà nói đương nhiên là mỗi thời thời đại mỗi cái bước thì nó cái mức độ nó khác nhau, nhưng mà đã cử đi học về làm rồi. Và công ty điện lực ba là đơn vị đầu tiên của trong ngành điện có cái phòng máy tính, báo cáo gì là phòng máy tính thì nữa là tôi còn nhân trình trụ phòng máy tính. Và lúc đó đã tập tuệ với chương trình rồi, mới đi học 3, 6, 7 năm nào về cái chương trình, chạy qua bên phòng tư phòng xây dựng cơ bản để viết chương trình về lập dự án. Nhưng mà sau thì cũng thành công rồi, tại vì kỳ ấy nó máy thì nó ít rồi mới làm mà cái bộ thì mức thì nhiều lung tung thì cuối cùng cũng làm không ổn lắm, làm enter ra cái dự toán gấp 3, gấp 4 lần mà không làm tay, là mấy lần nữa mà hỏi tài năng mà máy tính như tao tính đâu. Thôi sao ra mấy lần ra nó đi còn tôi là làm về đầu tư xây dựng là á ví dụ là đừng bán năm đi còn 100 triệu ví dụ đó, cho dù ông lên xuống thì mà đường dây càng dài thì cái số nó càng đúng chia ra đúng không lại thế nào, còn tôi nhân dân cùng ra số được gấp 3, gấp 4 lần thì cái họ thì ông xem thế nào và cái đợt ông nghĩ ông bảo nó được tao thì anh em cũng bằng tuổi nó tạm chứ mày tính như tao tính đâu, còn mày đưa công thức thì là tao đánh càng như nữa rồi mở ta luy thế nào tất cả đúng hết nữa ra một tự nhiên ra thôi chị. Thì tôi nói là từ những năm 90 là lãnh đạo của công ty lực ba mà bây giờ tổng thì đã quan tâm đến và công nghệ máy tính và thành lập phòng máy tính. Sau đó là rất nhiều người không biết gì máy tính, bác gia lớn trang bị mỗi phòng một cái máy tính, một cái máy tính nhiều tiền lắm các anh chị, không phải như bây giờ mà vào máy tính mà bạn nói rất hay. Hôm tôi nhớ là đợt mà sau đợt đánh hàng mà giám đốc của tôi thì nó trụ phòng ngồi nói chuyện mà làm gì phí rồi, không biết gì máy tính mà trang bị cho máy tính nữa, ngồi chơi con bò cạp với chơi làm chi mông, nói này anh có chơi con bò cạp thì anh cũng vẫn được cái bằng phí, bằng cái anh có chơi cái trò kia con bò cạp cặp 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 ăn mấy cái hạt thì ông kia nữa là đa số chơi nên nó thật sự chưa cái gì cao siêu mà bằng nói. Cho dù chơi nữa thì anh cũng biết là bàn phí lên xuống thì cũng được, nhưng mà thực ra không ai làm nên sau rồi cũng ngồi rồi mày mò rồi cũng đầu tiên ấy, là đánh văn bản, bảo các anh chị là đánh văn bản thay vì mà văn thư đánh máy thì đầu tiên qua là cho phép các phòng là thảo văn bản trên máy tính in ra, mà vì nó là máy in thì chưa có máy in bỏ từ những cái rất sơ khai như năm 90. Sau đây sau này khi mà chỗ công ty chỗ anh Trần Dũng sau mà tách ra ông vẫn là công nghệ thông tin, ông thì đi theo đường là công tơ điện tử nghiên cứu. Thế thì công tơ điện tử chúng ta được như thế này một các anh thì cũng là một thời gian cảnh đầu tư công sức rất là lâu. Thực chất thì mình làm ở cái công tơ này cũng tốt và cũng lâu rồi, nhưng có cái vụ mà trong Sài Gòn á thì mà mua bán công tơ cái tơ thì nên dùng nên lộn xộn mà bây giờ này hết lại thế nên để khoán lại một thời gian. Hoặc anh nếu mà theo dõi thì bây giờ là
chính nhờ cái quan tâm của tổng ty về cái công nghệ về về điện tử, về viễn thông của các anh chị đến bây giờ là CPC là một trong những tổng công ty mà có cái công tơ điện tử tỷ lệ lắp lớn nhất ở đâu, hơn cả thành phố Hồ Chí Minh, và đến nhanh đến mức độ mà tập đoàn Thanh Lạc, nhanh quá tập đoàn Thanh Lạc cũng cho làm đó, có nghĩa là chỉ khoảng 50-60 năm mình là dự kiến là làm hết đấy. Thứ nhất là mình nhà trồng được, mình sản xuất được công tơ, mình có đi mua đâu, cứ sản xuất ra lắp cây rồi. Nhưng mà đưa vào chi phí, đây chỉ nói cho đưa vào chi phí một cái công tơ thì được. Và cái thứ hai nữa là chúng ta cũng phát triển từ mình làm, và cuối cùng bây giờ là đó xa Spider đồ thức mình tự làm được, các nơi khác toàn thuê, thuê một cái dở nữa là cái gì này, thuê họ làm cái hư rồi phải chịu. Cho bây giờ anh Trần Dũng mà làm thì ơi lại là chạy rồi, chưa biết mô tê gì đến sửa, ơi đây là thay công nhà mình rồi. Và mà tôi đang cố gắng để thuyết phục tập đoàn là bây giờ ấy là những cái mà lắp mới thôi thì cho lắp công tơ điện tử phát triển, tỷ lệ nó cũng nhiều. Cái thứ hai là những cái mà công tơ cơ mà đến thời điểm mà phải hạ xuống về cân chỉnh cân đồ nhé, là tôi giảm đây lắp điện tử lên. Nhưng bây giờ nó bị ngược đo lường một xí mà chúng tôi đang phân vân một cái anh chị là 5 năm là phải kiểm định một lần, đó luật đo lường. Mình trong cuộc thì mình nói là không gì, nhưng mà về xã hội thì họ có luật. Vừa rồi có một cái hội thảo cũng chả là rầm rộ lên rồi xuống rồi tất cả đi hội thảo về công nghệ môi trường rồi đúng không? Rồi thì mục tiêu chúng ta là công tơ điện tử sẽ không thiếu nhận lại cho đến khi hết tuổi thọ 10 năm tạo dụng dụng kiểm tra kiểm định gì hết, cũng cần kiểm tra là mất tiền mà. Nhưng mà làm tập đoàn các tổng công ty để làm bố xua là bây giờ nó bảo cố gắng kéo dài thêm được 1 năm, có nghĩa 5 năm thì chuyển thành 6 năm thí nghiệm. Bảo đó thì cũng trả giải quyết kịp, 5 năm mà lên 6 năm tôi kiểm tra kiểu gì cũng thí nghiệm 2 lần đó cho may là hư rồi thì lên 6 năm đâu giải quyết gì mà mất thời giờ nữa. Mà vướng được mình nói đơn giản là mình cứ nói chúng tôi cũng ngon ngoài họ đâu hết đó, rồi nếu ngành điện chạy thế nào mà để coi như bây giờ công tơ lên chạy lúc chung mới lên mà chả thấy thí nghiệm nhé, khổ lắm. Mà bây giờ chuyển ngay cái tưởng tượng là đời sống mình công tơ điện tử các bạn nó khoảng 10 năm đạt được các nước đấy, chứ bây giờ ông cho 6 năm chả khác thì 5 năm làm lần hết thì cũng đi thí nghiệm cho rồi, mất công vừa hội thảo rồi vừa nhậu nhẹt mất thì giờ đau dạ dày cũng được chứ. Nhưng mà để nói với chị là quay trở lại là cái công nghệ thông tin tôi rất tâm đắc, và tôi muốn nói anh chị là cái này là phải chuẩn bị. Còn cái chuyện mà thì khi mà nước đến chân rồi mà mới gọi là khắc biết điểm yếu thì về né tránh là lúc nữa là giơ tay đầu hàng rồi, cũng có một cái lúc nữa là hết thuốc chữa rồi. Họ sẽ nắm những đơn vị mà họ có cái này sẵn là họ thịt mất bính được làm. Đây câu khẩu hiệu muôn thuở luôn luôn đúng nhưng mà làm rất khó. Đây chiến lược tổng thể là phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu, tận dụng cơ hội và hạn chế những mối đe dọa. Câu này các anh học vô tư nhưng mà làm thì khó vô cùng. Tốn bao nhiêu tiền để khắc phục điểm yếu đúng không? Còn ví dụ như là phát huy điểm mạnh cũng tốn đống tiền để ra điểm mạnh, nhưng đâu phải tự nhiên đâu, tự nhiên nó có điểm mạnh đâu. Nhưng mà nói lại ví dụ như là về cái máy tính của mình từ những năm 90 nó phải đi đào tạo, đương nhiên nó đào tạo liên tục, nhưng mà đã từ thời kỳ đã làm
Chứ phải là khi mà nó có máy tính thì là tôi nhớ là còn dùng cái chương trình gọi là Pro viết cái gì cái đốt trên đồ gì thì nó phức tạp, là viết cái nó là đúng là mày không phải cực giỏi mình nên như vậy. Nhưng bây giờ là nó gọi là dịch về tất cả một cái thuận lợi thì chưa khó, mà khi xưa đã đi học để làm rồi cả gì đấy. Phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu, tận dụng cơ hội và hạn chế những mối đe dọa. Cho nên khi các anh mà làm nhầm chữ O với chữ S là không biết cái mô là mình sử dụng điểm mạnh mà tận dụng cơ hội thì nó sẽ lớn rồi. Rồi chúng ta phải khắc phục cái điểm yếu, tận dụng cơ hội, rồi sử dụng điểm mạnh để tránh các mối đe dọa. Thì thế nên là nó bên trong mà là trên trong sách thì trong ấy thì có một loạt những cái công cụ khác nữa, nhưng mà tôi nghĩ là mình cũng không cần lắm. Cái hay một cái dở của ngành điện chúng ta là chiến lược của mình nó không do mình làm, do người khác làm cho mình, là mình cắm đầu cắm cổ để thực hiện. Đó là một cái hay, là một cái dở là cũng phát huy được cái nội lực mình. Họ làm ra biết mình có làm cái gì, nhưng mà cái đấy là cái chiến lược mà bọn tôi đáng nhẽ. Tôi nói ví dụ là quay trở lại cái chỗ các chỉ số mà selfie với là cái tổn thất ấy. Nếu đúng ra là các điện lực huyện, các công ty điện lực tỉnh xây dựng cái chương trình bao nhiêu tiền, bao nhiêu đấy để ra được tổn thất, ví dụ với cái nguồn lực mà tổng công ty phân công các anh đấy, năm 2010 ví dụ của mình năm 2017 là được 90 tỷ, đúng không? Năm 2018 100 tỷ rồi, là như thế đó. Với những cái tiền lưới điện có anh biết rồi, anh đầu tư làm gì đó biết, anh quản lý vận hành anh gì đấy, thì lưới điện này sẽ là tổn thất bao nhiêu, đúng không? Và cái chỉ số sai đi sai lại của mấy ông là bao nhiêu. Nhưng bây giờ mình lại từ đó từng điện lực mấy ông cùng mình mới cộng lại rồi tất cả 13 điện lực của CVC mới làm cái bài toán này, mới báo lên tổng đi kiểm tra chính xác không, báo ra tập đoàn làm. Mình làm bài toán luôn, từng nữa đó không biết tìm không biết từng nữa làm đi rồi đâu bị kêu chứ, đúng không? Bị kêu cũng có bên anh từng đi làm ra được. Bây giờ lưới tôi thế này mà giao cho từng cái tiền thì lúc mà kêu thiếu ấy, bài toán mình bị ngược. Và cái tôi có nói là quan trọng là đầu tư bao nhiêu thì nó hiệu quả, chứ không phải là 4.8 hay là 5.2. Anh đầu tư chống tổn thất bỏ 10 đồng mà anh tệ tệ anh phải lấy là 10 đồng 11 đồng thì đó mới là bài toán kinh tế. Anh bỏ ra 10 đồng chống tổn thất mà chống được 5 đồng, 6 đồng, kể cả 9 đồng mà cũng về bài toán kinh tế là thua. Thì đấy như vậy bài toán là phải vượt. Bây giờ họ là cho mình đáp số rồi. Năm 2020 CVC 48 chấm hết. Bắt đầu mình bày mò là nên làm cái này, nên làm cái kia. Bây giờ mình gọi là phát huy sáng tạo của các tổng đi họ nói phát huy ai về anh giỏi về nghiên cứu làm cái thứ chính phủ do giao cho tập đoàn là 6 tết mấy thì ông truyền tải bao nhiêu thì còn lại mới phân phối thôi, sẽ không có ông nào gánh nữa. Cho nên là cái bài toán hơi ngược, cho nên là về tôi nói chiến lược của mình là một người nghĩ rồi một người nghĩ ra cách thực hiện, và một người nghĩ ra chiến lược, một người tìm cách thực hiện cái chiến lược đó. Thế nên có những cái chiến lược nhưng mà thôi bên này cấp trên cũng quan trọng, đi ra cái chỗ mà đánh giá
trong này có hết những ai chúa cũng chúa có thể tham khảo thôi, bởi vì nó có nhiều về cái chiến lược để làm chiến lược cạnh tranh giá thấp của chiến lược lấn chiếm phía trước, lấn chiếm phía sau, tiến về phía trước rồi đề ngang đề dọc nhiều lắm. Nhưng ngay tiện mình thì có cái là nó rất rõ rồi. Tôi nghĩ là không có gì sướng bằng ngành điện, không có gì cực bằng ngành điện. Sướng nhất đó là đi cả phải đi bán đi nhé, họ đến họ dành mua mình bán điện họ cảm ơn nữa. Bên các ngành khác á là mua một tặng một, khuyến mãi rầm rộ đúng không? Bên mình mua một cặp thêm một đồng nữa, chết cho mua ít thôi. Bên bên này giá bậc thang. Dĩ nhiên cái này không phải là chính sách của ngành điện, mà chính sách của nhà nước. Và chính sách này để nhằm tiết kiệm tài nguyên của đất nước. Anh chị lưu ý, chúng mình nói cho vui với nhau rồi cuối cùng ra rồi vào cái thằng điện thì hơi bán điện thì nó báo này rồi mà lại đòi thấp rồi. Cái này là tài nguyên của đất nước, anh xài càng ít là càng tốt. Mình thì là cái ngành thì khai thác ra cũng giống như ông khai thác than, không phải ông khai thác càng nhiều càng tốt đâu. Mặc dù việc không phải khai thác để cung cấp, nhưng mà cái nền kinh tế mà cần càng ít là càng tốt. Khoa học công nghệ và mình nhập thiết bị mình cho các nước vào ở nước mình, cái nên tôi cũng nói là gì, và càng sử dụng ít điện mới là chính sách của nhà nước. Mình làm được nhưng mà nhà nước phải làm. Tôi lấy ví dụ tại sao mà cứ mấy ông Nhật mấy khác bu qua Việt Nam, không phải nó thương dân mình đâu anh, anh chị có một qua nó kiếm ăn thẳng này, và nó ăn ở đâu, ăn ở giá điện bên đây này. Chúng ta sản xuất bán giá bình quân tổng ty bây giờ khoảng 1.700.000 bao nhiêu đấy, trong khi đó là bán cho mấy ông thép, mấy ông xi măng, mấy ông nhà máy đấy đâu có 1.400.000. Tôi cũng nhớ về tôi cũng làm một kinh doanh chứ, mà sản lượng nó nhiều lắm. Thế thì một ông nhà máy ấy thì tôi nghĩ là một huyện dân mình phải bù tiền rồi, thì nó 1.400.000 thì mình phải mua lên 2.000 thôi, thì cộng chia lại nó ra 1.700.000 nhé, đúng không? Vì giá bình quân là 1.700.000 thì dân mình không thể nào xài dưới 1.700.000 mà lại bù được cho mấy thằng cha mà nhà máy thép nhà máy nước ngoài nó được hết. Và anh chị đây, ai dân mình đánh giá, dân mình tính cộng tự nhân chia, tôi nghĩ là một tiền tệ nó về ra 82.000 mới đủ sức 50% triệu dân là mới bù được cho mấy cái ông sản xuất nữa. Thì như vậy là cái nữa là nhà nước là bây giờ thì nó là đầy mâu thuẫn. Bây giờ mà mình làm căng thì nó đầu tư đây, mình làm căng mà bây giờ bảo bây giờ phải vô thì công nghệ về tiết kiệm điện rồi tất cả sạc nọ này kia thì đầu tư có khác. Anh chị đầu tư thấy mà có lợi đó thì nó mới làm. Chứ bây giờ đầu tư vô mà để thực hiện những cái việc của mình như thế là nó sẽ giá thành nó lên, nó không cạnh tranh được, nó sẽ đi châu Phi chứ không phải là những cái chỗ khác. Thế bây giờ nếu không đầu tư thì mình cũng không có tăng trưởng, nên bài toán nó rất là mệt mỏi. Rồi mình cũng muốn là ngay mình cũng đầy mong muốn, mình muốn là họ đầu tư những công nghệ hiện đại, tất cả những cái tốt, nhưng phải sử dụng nhiều lao động á. Mình chỉ có đúng không? Nhưng mà là công nghệ hiện đại dây chuyền tự động rồi làm răng này có nhiều lao động được, nhưng mà yêu cầu ở đây là phải sử dụng được bao nhiêu lao động gì gì đấy. Nên mình cũng ngay mục tiêu của mình cũng đầy mong muốn. Cho nên có cả đây chỉ là hôm nay thế này mai thế khác, rồi bên tỉnh này tỉnh kia bắt đầu giành giật nhau về đầu tư, cho nên dẫn tới là cái đầu tư của mình hầu như tôi đánh giá là dân mình được
Mình dân mình chịu lãnh lãnh những cái hiểm họa mà mấy ông kia mang đến rồi, chứ còn mình khó mà hưởng lợi được. Không biết anh chị nghĩ thế nào, thì ví dụ GDP mà tính tăng 6-7% thì không biết là mình thu được bao nhiêu, tôi thấy là hầu như là Thái Nguyên mà khi mà nhà máy Samsung đó, đầu tiên là đấu tranh ghê lắm để chúng ta có những cái nhà máy mà về cái sản xuất những cái phụ kiện cá nhân đồng ý thôi, nó đưa ra một loạt điều kiện về kỹ thuật cái này cái này cái kia là các nhà máy mình đào thua hết, cuối cùng là nó thành lập bên Hàn Quốc qua. Đấy. Thì cũng đúng thôi, thì mình mới làm được. Không biết các anh chị thế nào, tôi ghét những cái nhà máy xi măng, những cái nhà máy thép, hai ông nội lợn ngốn, bao nhiêu lợi nhuận của ngành điện mình. À, tôi nói ngốn cho bao nhiêu tiền, rồi mình lại phải tăng giá điện lên để dân mình coi như là đánh vô tụi nó, rồi mình dùng ngành điện để chịu áp lực là quản lý thế này quản lý thế kia, rồi hở ra là đòi tăng giá, rồi ông này ông bực quyền rồi mình, và sau cái đó là mình đâu có được hưởng đâu, tất cả nhà máy nó ăn hết rồi chứ mình có được đâu. Mà bây giờ mà cũng tôi nói các địa phương bây giờ có cái thi đua với nhau, nhưng mà nó cũng tôi thấy cũng không biết là nên nói tốt hay không tốt để dành cái đầu tư về địa phương này, để có thuế, để có ngân sách. Thì Quảng Ngãi mà làm cái nhà máy thép Hòa Phát ấy, là bí thư ông Lê Viết Chữ ông ra gặp cũng khùng, đấy là to khùng, ông ra ông thăm thăm một đoàn nào là ủy ban rồi tỉnh ủy khoảng 17 người ra thăm để làm việc tại công ty. Thì có hai việc mà quan trọng nhất là đó là cấp điện kịp thời cho thép Hòa Phát. Cái thứ hai là ông bật giao cái lưới điện nông thôn, mấy trước đây cũng bật giao, bây giờ bật giao cho ngành điện. Bây giờ thì báo cáo với anh chị là thực chất là đoàn cũng muốn nhận qua thời kỳ này. Mà anh cứ tưởng tượng là cái lưới điện mà của nông thôn họ vận hành bây giờ hết khấu hao hư đáp hết rồi, đã đến lúc không vận hành được nữa thì bàn giao cái ngành điện, ông ra họp này tình thương đến thương lắm, còn hát hò với nhau rất là vui vẻ. Sau đó mình thấy là nếu nhìn được nhận thì cái này cũng rồi sau CBC cũng chủ trương nhận, chứ không phải là vì ông ra mới nhận đâu, mà ông nhận thì mình có thêm khách hàng, mình có giá bán, mình quân mình tăng lên, mình đầu tư lấy điện. Nhưng mà sau tìm hiểu ra là tại sao trước đây ông Quảng Ngãi không bàn giao, bây giờ bắt đầu bấm bổ bàn giao, tại vì sau mấy cái đợt bão, cái gì bão mà Quảng Bình rồi Phú Yên Khánh Hòa đưa lên TV các bố sợ, bây giờ mà vô Quảng Ngãi cái thì cái gì mà mình phục hồi, thôi bàn giao cho mình tiền trước rồi mình phải bỏ cuộc giấy rồi thôi, chờ cũng không ấy đây đợt ra bây giờ là bàn giao được 3-4 huyện như rồi, năm nay cố gắng bàn giao hết để cho mình thì đương nhiên mình có khách hàng đúng không, vươn lên rồi trước sau mình cũng phải tiếp nhận để làm cho càng sớm càng tốt. Đấy, thì để nói với anh chị là để làm đấy là mình cũng áp lực của địa phương, nói chuyện các tỉnh rồi tự nhiên tôi nói là mỗi lần mà các tỉnh về thăm tôi nói ngày thế nào là cũng đề nghị có một cái trạm trong 10 hay những đường dây mà nó hoài chi đó nha, họ cũng rạng họ đi đến thăm mình mà họ đi làm việc
nhưng mà tốt, họ đến cũng có mối quan hệ đúng không? Cho dù họ đến không đến thì mình cũng phải làm điện cái gì để nói với nhau đấy, đúng không? Chứ không phải là bây giờ bí thư Quảng Ngãi không đến là xin mình cấp điện cho Hòa Pháp xin lỗi đi, kết liên tục điện thì được. Cấp điện làm anh ra là thì làm cái 110 giây này kia thì rõ ràng là có thể là mình không làm, có kế hoạch không làm 28, 29, 20 mới làm, nhưng đến thì mình làm trước thì cũng phải làm thôi. Đấy thì báo cáo thì chứ nói thế này cũng phải có nghĩa là cứ một ông đến là tự nhiên là mình ra là tất cả đều có kế hoạch, nhưng có một cái mối hài hòa và đặc biệt mối quan hệ và áp lực của các tỉnh cũng rất là lớn. Nhất đó là phục vụ cái việc đầu tư, cái bài phục vụ đầu tư, vì họ biết rằng là nếu không có điện thì các nhà đầu tư họ đấy. Có bài gì bọn tôi ở đây có bình định nhà đúng không, lên bờ xuống ruộng cái tạm nhân hộ. Thời kỳ đó là các anh chị là Nhân Hộ là một điểm nóng để khu kinh tế Nhân Hộ. Ông Lộc chủ tịch là ông Lộc chủ tịch đi làm việc nên họ thì yêu cầu làm cấp điện cho Nhân Hộ để phục vụ cho cái khu này để họ mới đầu tư. Đầu tiên là hắn đòi phải 63 mê. Một tôi thì tính tới cổng trường nhân chia mấy 40 là bao nhiêu hết sáng hết dí làm xong 2-3 mê đấy, có về đấy bây giờ 2-3 mê. Còn tôi đánh giá là chương trình như là của Ngân hàng Thế giới, sau khi mà xong là phải đánh giá đầu tư, lúc đầu là sản lượng từ này gì từ kia, sau cao thế thì công ty điện lực Bình Định đưa sản lượng ra đánh giá là có đạt, mà đánh giá là sau khi đưa vào vận hành một năm thì đánh giá cho mình đánh giá ngay từ đầu đạt chứ, mà ông ra ông dí một người chạy trốn chết. Đó là đầu tư, đó là tiền. Bây giờ nó khá hơn xíu rồi, đến bây giờ mới gần khá. Tổng điện là 2012-2011. Đến vừa rồi có ông Tôn Hoa Sen thì ông tỉnh ông nhảy dù của đó là tự nhiên là bắt đầu cần mới khá được, chứ nó vẫn cứ từ nó mê rồi lấy ra dân đâu, dân thì không có. Một cái tệ hơn nữa là nếu các anh chị để ý là đời đấy là không biết ông Lộc ông giải thảo đầu tư thế nào, mà có một thằng cha nào mà đến nó bảo làm một cái nhà máy lọc dầu 27 tỷ đô ở Nhân Hộ, cũng đuổi hết cái nhà máy mà loay quay cái chỗ đó dùng điện của mình nó đuổi ra đó, đi chỗ khác để cho cái ông nhà máy lọc dầu nó vô lại, mất một đống sản lượng. Sau khi đó ông kia đâu bỏ, đến bây giờ đâu bỏ đấy, cũng chưa đầu tư đấy. Đến bây giờ thì là thêm ông Hoa Sen, tôi Hoa Sen vào cái công ty là bắt đầu cùng với các ban A này là chạy. Vừa rồi 31/8 vừa rồi đúng không? Là vừa đóng được cái máy 63 từ 40 lên 63 để cấp điện cho giai đoạn 1. 30/3/2019 là phải lắp được máy thứ hai để cấp điện giai đoạn 2 cho ông Tôn Hoa Sen. Tôn Hoa Sen bọc keo với bộ cường mình. Ngồi ăn cơm nhau hú hay là chạy thì chết, cho nên lo chạy trước. Ở trên này thì có một cái khi mình thực hiện chiến lược thì nó có một cái mà xem mình biết như vậy là cái hàng năm mình xây dựng chiến lược, xong đây là mình thực hiện, thì có những cái khả năng xảy ra
Thứ nhất là mình xây dựng chiến lược tốt và mình thực hiện cũng tốt thì doanh nghiệp mình sẽ phát triển nhanh. Cái này thì không có gì mà bàn cãi hết. Anh xây dựng chiến lược tốt nhưng mà anh thực hiện chiến lược tồi, có nghĩa phân bổ nguồn lực rồi anh kiểm soát, anh làm mọi thứ không tốt thì doanh nghiệp cũng chỉ dừng chân tại chỗ, không có phát triển. Còn anh đưa ra một chiến lược tồi thì anh có cố gắng níu kéo gì đấy thì cũng buồn bã thôi. Khi đã bị ung thư rồi thì xạ trị rồi, hóa trị rồi chết rồi. Cái này mà khi mà bị chiến lược tào lao là sẽ đưa doanh nghiệp đến cái chỗ phá sản rồi. Còn cái tệ nhất là chiến lược thì xây dựng tồi rồi thực hiện cũng tồi nữa thì đương nhiên là sớm là ra nghĩa địa rồi, phá sản nhanh thì nữa là chắc chắn rồi. Cho nên đó, ở đây có cái vai trò của xây dựng và thực hiện, nhưng mà những cái ông hoạch định ra chiến lược là xịn là doanh nghiệp phát triển. Tôi anh cũng để ý là bảo mà tôi máy iPhone đó. Từ khi cái ông Steve Jobs mà mất đi bây giờ không được như cũ đâu, nên cố gắng níu kéo để tôi thấy là bây giờ Samsung là có vẻ lấn lấn lướt đấy. Để về smartphone có những cái chiến lược mà có những cái bộ óc vĩ đại mà làm được. Sự khác biệt sự xây dựng và thực hiện ở trong này thì mình có thể anh lưu ý là về vị trí nguồn lực xây dựng chiến lược thì chúng ta sẽ định lượng trước khi hành động. Mình ngồi mình nghĩ mà thì mình các nguồn lực mình phải đi trước, nhưng mà chiến lược khi thực hiện thì các nguồn lực này phải đưa vào trong để thực hiện. Hiệu quả nhấn mạnh thì khi xây dựng chiến lược đó là hiệu quả về tài chính, chúng ta phải tính có lời có lãi với mấy cái phần phân tích tài chính đó, NPV rồi tính mấy cái ROE rồi mấy cái chỉ số này là bên tài chính nói tính lên lớn hơn một đừng có âm, những cái số nó học đơn giản thôi là cứ thấy nó là được, còn cứ thấy âm là thôi đi đưa đi cho khác, nhỏ hơn một thôi đừng nói nó đừng trình nữa, giải thích được đâu. Thì cái này họ có cách tính là cái nó đánh giá về thị trường, nhưng mà khi thực hiện thì mình quan tâm hiệu quả. Quá trình thực hiện là về xây dựng chiến lược là quá trình trí thức, có nghĩa là anh nhìn quá khứ đoán tương lai để đưa ra một cái chiến lược, nhưng mà qua thực hiện là anh quá trình hành động đưa nghị quyết vào cuộc sống. Chứ qua bên này còn mơ mộng nữa là tôi nhìn không thực hiện được đâu. Kỹ năng và yêu cầu thì phân tích và trực giác khi mà xây dựng chiến lược, còn khi thực hiện đó là lãnh đạo và động viên. Khi mà xây dựng chiến lược thì không phải mọi người đều làm một số bộ phận thôi, lãnh đạo rồi thường thường là ban kế hoạch, phòng kế hoạch hay là những là thế này, nhưng mà thực hiện chiến lược trong đi ghi nhiều người, mà tôi vẫn khuyên rằng tất cả mọi người từ ông bảo vệ cho đến ông cao nhất là phải tham gia và thực hiện chiến lược thì nó mới thành công, chứ đừng nói giảm tổn thất là nhiệm vụ của ông kỹ thuật, ông bà ấy, ông mồ phải chịu trách nhiệm giảm tổn thất. Cái này thì lưu ý với các anh chị chỉ là bao giờ hồi nãy tôi nói trong cái mục tiêu ấy, là có những cái thời hạn và thời hạn nó sẽ không giống nhau, anh phải lập cho được cho tất cả đều chơi một cái thanh ngang chạy hết 5 năm như này mà kết thúc bên gì, có thằng kết thúc trước có thằng kết thúc sau, thì như vậy chúng ta sẽ
mục tiêu tổng thể dài hạn thì phải phân ra mục tiêu hàng năm. Cái này thì rất rõ rồi. Tôi quay trở lại tôi nói tổn thất. Có ai làm mục tiêu 2020 là 4,8 đúng không? Nó phải là năm 16 bao nhiêu đúng không? Rồi năm 17 bao nhiêu, 18 bao nhiêu, 19 bao nhiêu, đến 20 nó mới là 4,8. Trẻ ra. Và trong quá trình mình thực hiện được như nữa thì mình điều chỉnh. Nếu mà làm được không bằng thì tăng tốc lên. Mình làm ngon rồi thì giảm ra. Bây giờ chúng ta đang giảm ra để chạy một nhát tích cực, nên là cái tổn thất ổn. Thế thì nguồn lực dành cho tổn thất là ít đi, chuyển qua đầu tư cơ. Tôi nói là để cái nguồn lực trong quá trình đi làm này, chứ không phải là những cái mục tiêu ngắn ngắn mình chạy một cái thấy là đầu tiên nó báo cáo thì khi mà giao nó là lo một con số nó là không ai nghĩ là người ta nhận. Nhưng sau đó tập trung nhân lực, vật lực, kỹ thuật để đầu tư, đặc biệt là đầu tư của vốn tiền, thì sau đó là mình có gọi là vượt trước được đâu không biết mấy phần trăm, mình thấy được. Thì từ đó mình thấy là cái này ok, chỉ số ok, và với lưới điện này, với cái nguồn đầu tư mình như thế này ok, chuyển qua cái đầu tư cả mạch liên lạc với tất cả các mối ưu tiên làm cứ để làm gì để có được thì có hỗ trợ. Thế thì tôi nhắc lại là cái mục tiêu tổng thể dài hạn là phải có mục tiêu hàng năm và các chỉ tiêu để thực hiện. Chứ anh không nên đưa ra một cái mục tiêu mà 5 năm sau mới tổng kết được, 5 năm sau trễ rồi. Chỉ có những ông sắp về hưu mới đưa nhiệm vụ 5 năm rồi ông về cha rồi thì còn sau mới làm gì làm. Thế nên là vô trách nhiệm. Phải có hàng quý, 6 tháng, hàng năm đánh giá, điều chỉnh sau này. Chứ còn mày đưa một mục tiêu lung lung mà để 5 năm sau ngồi lại tổng kết. Nên mình có cái hay nữa là thậm chí không cần tổng kết. Ví dụ chúng ta thí điểm cổ phần hóa Khánh Hòa mười mấy năm là nhiều à. Khánh Hòa là 12 năm hả? 13 năm rồi. Một thành viên cũng mười mấy năm rồi, thí điểm. Không sống chơi vơi đâu, bây giờ trả tổng kết cho người ông đó là tốt hay là xấu, hay là hoạt động như thế nào, bây giờ ra làm sao, không có tổng kết. CPC là báo cáo cái gì đau lòng như chỗ cổ phần hóa tôi không nói. Chúng ta cổ phần hóa là ba đơn vị: Khánh Hòa, Vật Tư Vận Tải, cái nhà khách tiền lượng. Khánh Hòa rất mừng là đang tồn tại, đang ngồi cười cười đấy, mặc dù là cũng rất là vất vả đau khổ. Vật Tư Vận Tải toi rồi, cũng còn gì là của CPC, anh em cán bộ công nhân viên bây giờ là chơi vơi rồi. Và nhà khách điện lực, bây giờ người xây cái nhà là chúng nó đẹp lắm chứ, đối diện bệnh viện đa khoa xây của nhà một mức tầng cao vun vút, nhưng mà báo cáo thì không có một cán bộ công nhân viên của mình nào còn tồn tại trong cái đơn vị này. Mình phải tổng kết xem nó thế nào. Có ba đơn vị cổ phần hóa mà hai ông thì chết, còn một ông thì bật vờ, thế này cũng có làm nhé. Một chủ trương đưa ra có thí điểm và có tổng kết cái chiến lược, cái cổ phần hóa là một chiến lược của ngành điện như đâu vậy. Vì xưa là tôi cổ phần hết, nếu các anh chị ở đây lớn luôn tuổi biết có thời kỳ đời cổ phần hết, cũng biết là nếu cổ phần hết là tốt đi con người biết, nhưng mà hiện tại là có một ông cổ phần thì hơi khó khăn, tại vì nó hoạt động khác, hỗ trợ cũng được, giúp đỡ cũng được, tất cả mọi thứ. Cái này tôi cũng nói lại một xí rồi. Khi mà mình có một chiến lược thì chúng ta phải có các chính sách kèm theo thì nó mới triển khai và làm được, đạt được mục tiêu.
Tôi nói ví dụ nâng cao năng suất lao động, hiệu quả lao động. À, trong đó có chúng ta sẽ có chính sách cho người nghỉ hưu trước để các trẻ vô, có chính sách mua sắm trang thiết bị vật tư, tất cả thiết bị máy móc để người công nhân sẽ là dùng thi công cơ giới thay vì thủ công. Đấy, nói về một chính sách rõ ràng như thế, chứ không phải là ra một chiến lược là nâng cao năng suất lao động là bảo đi làm thứ bảy chủ nhật. Công việc nó là công việc như vậy, cách thức là nó khác đi, chính sách nó khác đi, để giảm người chúng ta có nhiều cách đưa cán bộ công nhân viên qua bên chỗ điện cơ cơ điện, đó là cũng là một chính sách không ăn lương điện nữa, đúng không? Mỗi đơn vị giảm được khoảng 30-50 người không quan trọng, nhưng mà cũng là giảm rồi một số người nghỉ hưu, đó là chính sách rõ. Và bây giờ sắp tới đây là bên chỗ điện cơ, các xí nghiệp điện cơ nó về bên chỗ công ty dịch vụ thì mình phải có chính sách, không thể nói khơi khơi họ là một con người, một cái tổ chức, không thể nào một tờ A4 nó đi là đi, nó ở đó thế, có chính sách kèm theo. Mà một trong những cái chính sách nói rất rõ trong cái nghị quyết của đại diện là lương không được thấp hơn lương sản xuất điện, đó là cái giao này là giao cho cái cho tổng ty, giao cho các công ty mình là công cái này. Nói nữa là không phải giao cho ông Phạm Bảo Hùng đâu, ông Phạm Bảo Hùng làm được đâu, cái chính sách này là của tổng ty. Đây là báo cáo đây là khi mà mình có chiến lược có các chính sách kèm theo. Chúng ta có chiến lược là nâng cao độ tin cậy cung cấp điện thì phải có đầu tư, không thể nào nói khơi khơi nâng cao với là có đầu tư. Liên quan đến cái tổ chức, khi chúng ta có cái chiến lược mới được thiết lập thì quá trình mới xuất hiện tất cả mọi thứ, chúng ta phải thiết lập một cơ cấu tổ chức mới và thành tích cải thiện nên là phải làm chiến lược mới. Cái này thì nó một cái vòng, nhưng mà tôi thấy là nhiều khi trong ngành điện thì tôi yếu, thích một cái là thành lập xí nghiệp cao thế, thích một cái là giải tán. Đúng ai tôi rất là khó chịu cái chuyện tôi nói về cao thế nhiều. Báo cáo anh chị là trước đây ở miền Bắc toàn bộ lưới điện trong 10 đã nằm các công ty điện lực rồi, miền Nam cũng thế, chỉ có miền Trung mình là thuộc truyền tải thôi. Một cái thì là đến năm 2007 vẫn là thuộc công ty điện lực. Sau đó là xuất hiện chủ trương là cổ phần hóa ngành điện. Các công nhân mình mới lo cổ phần hóa ngành điện, thế nhưng về các công ty điện lực cổ phần hóa hết rồi mình quản ai, giải tán mình rồi mình sống ra, nghĩ ra thành lập cái công ty cao thế lấy hết trong 10 các công ngoài Bắc ấy. Lúc đó mình ăn theo đó nghe, mình là kia chưa có công ty cao thế mà trong 10 là cũng đang ở bên chỗ là nó đông đấy, không phải bên mình đâu, thì mấy ông ở bên mình nghĩ có cái gì đấy. Thế như vậy là bây giờ công ty điện lực cổ phần hoạt động theo cái luật cổ phần, thế thì phình cái truyền tải lên, vì nghe nói là truyền tải không có nó mà phình lên, cũng thể là lấy lại cái trong
xuất hiện cái sự nghiệp cao thế miền Bắc, miền Nam. Thì như vậy cũng thế, không có miền Trung đúng cho thành lập miền Trung, và lấy tất cả các cái cơ trạng trong 10 đồng dây trong 10 ở bên chỗ truyền tải đến 2 đến 3 giao cho cao thế làm thành lập sinh nghiệp quốc tế 2007. Vừa rồi vẫn bình thường, còn lâu đây đi họp cũng được họp, cũng thấy tháng 3 vừa rồi là năm vừa rồi là đầu năm vừa rồi là có một cái nghị quyết là các công ty điện lực mà còn nắm giữ trong 10 phải trả lại cho tao thêm. Đà Nẵng đấy, tháng 3 vừa rồi làm một cái lễ chia tay, khóc lên khóc xuống chia tay nhậu bắt ngát rồi chia tay cái trồi cho rồi tháng 10 về cho lên cao thế cho đâu, 10 tháng 3 đấy. Riêng ông Thanh Hòa là vì dính cái sở giống AVG nên không dám đưa qua đưa lại, thì không đưa rồi, không đưa về cao thế nữa. Thế bây giờ thì mình là lập phương án là đưa lại các công ty đưa về công ty làm lại. Như vậy là hôm tôi gặp ông Cư, tôi bảo ông là phải thành lập một cái xí nghiệp một cái gì đấy về tổ chức sự kiện, cứ nhập tách kết ông cứ nhậu rồi ông chào rồi chia tay biết rồi. Bây giờ mới tháng 3, bây giờ tháng bây là tháng 9, mới được 6 tháng rồi lại bây giờ chuyện gì đó, anh em về lại là vui vẻ, lại nhậu, lại buồn, lại tổ chức sự kiện. Cái tổ chức của mình đó. Thì bây giờ nói đến cái gì thì liên quan đến nó chứ, cao thế. Cao thế bây giờ ở các chi nhánh thì nó không có vấn đề, vì họ muốn quản lý vận hành và tất cả mọi cái nó đường dây qua trạm này. Bây giờ ném một nhát qua bên điện lực thì nó hơi trục trặc lúc đầu rồi này. Có thể chưa biết mặt nhau, ngồi chọc nhậu biết thôi, làm việc bình thường. Nhưng cái ông văn phòng này 120 người này không điều hành nào, không làm sao, không hiểu chứ. Thôi bây giờ ông này nói thôi, để nó giao cho các tổng công ty miền nghiên cứu, nó ra nghị quyết rồi thành lập rồi nghiên cứu chứ. Thực hiện những cái gì nó kỷ luật một cái gì đó. Một trong những cái mà quan trọng của chúng ta là xây dựng được một chiến lược tốt, thực hiện nó tốt, thì trong quá trình nó chúng ta phải đánh giá. Và các anh chị đánh giá này nó có nhiều yếu tố bắt buộc chúng ta phải đánh giá. Cái thứ nhất, rõ ràng trong quá trình thực hiện, môi trường bên trong, môi trường bên ngoài có thay đổi, họ không. Từ khi mình lập cái chiến lược để khi mình thực hiện, mình không đoán hết được những cái chuyện gì có thể xảy ra, và chúng ta phải cập nhật tình hình bên trong bên ngoài để phân bổ nguồn lực cho phù hợp hiệu quả nhất. Tôi quay trở lại ví dụ là thành lập cũng đang mình đứng yên đang lành đâu thế, và thành lập dịch vụ cao thế không còn. Thế thì mình ngồi lại đánh giá, ông nào chuyển qua, ông nào chuyển lại, số lượng của cán bộ cao thế. Và các anh chị này vừa rồi giao ban là tổng giám đốc hỏi được không? Tất cả các đơn vị bây giờ không được đề bạt bộ nhiệm ai hết đấy. Lý do ông bổ nhiệm hết rồi thì ông cao thế mà sau này ông đi một đó, thì họ có giám đốc, phó giám đốc, có trưởng phó phòng. Bây giờ thì riêng là bây giờ ví dụ ông trưởng phòng nó qua, ví dụ qua bên chỗ ví dụ cao thế ông về thành lập phòng ra anh văn phòng này chỉ qua bên kia là phải nhân viên cũng rất là khó. Mà cái này là do tổ chức chứ phải do họ bị kỷ luật chứ, dừng tạm được bổ nhiệm để đó.
Nhưng mà nói thế cũng nghĩa là mấy ông cao tế sẽ đi làm xếp tất cả những công ty lên đó phải. Nhưng mà một số vị trí cho nó phù hợp, kể cả tổng ty trưởng phó ban dựng không có bộ nhận hết. Sau đó cân đối, ông này về, ông này đi, ông này làm, ông này làm. Trong vòng mấy tháng thì nó làm sắp xếp lại. Cho nên đấy, cho nên trong quá trình thực hiện mình phải sắp xếp lại nguồn lực. Không phải là bây giờ cứ thế làm ông cao thế kệ ông, chứ ông cao thế liên quan gì đến mình, liên quan hết. Về cái đánh giá này thì tôi cũng như là chỉ nói lưu ý anh chị là khi mà chúng ta xây dựng chiến lược của chúng ta đã số hóa được rồi, lượng hóa được rồi thì báo cáo với anh chị là chúng ta đánh giá rất là dễ. Nhưng mà khi xây dựng chiến lược và toàn các tính từ thì sau này đánh giá rất là khó, đạt không đạt cái nào kia rất khó. Trong trong slide thì có rất nhiều, nhưng tôi chỉ muốn nói với anh chị là cái gì thì cái có làm có triển khai thì phải có ngồi lại với nhau xem thử hoạt động như thế nào. Đó là quá trình đánh giá. Và đánh giá thì chúng ta phải có điều chỉnh, có bổ sung. Chứ không phải đánh giá kiểm tra lại xong rồi làm tờ trình vào tổng ty để xin điều chỉnh cái giảm xuống là không phải, mục tiêu là không phải. Mục tiêu chúng ta phải đánh giá là hết nguồn lực và những cái mình đưa ra mình là có phù hợp không. Giai đoạn trước mình đưa ra mình thấy nó ngon, nhưng giai đoạn này cũng phù hợp, nếu mà không thì ta cắt bỏ đi thì mình làm cái gì khác. Đó là những cái ý mà muốn nói của anh chị trong cái chỗ mà đánh giá này. Cái đánh giá này không chờ đến khi kết thúc mới đánh giá thì chúng ta sẽ không có cơ hội để khắc phục. Hôm nay có một cái thì rất nhiều, nhưng mà tôi chỉ muốn nói đấy. Và chắc là mình 3 giờ là mình đã lao chị qua mấy cái chiến lược của EVN và của tổng ty thôi. Mình kết thúc. Thank you.
Thank you.
Mình tiếp tục các anh chị ạ. Bây giờ mình nói về cái kiến thức thực tế của chiến lược event CPC. Báo cáo các anh chị trong từ sáng đến chiều bây giờ thì trong quá trình trình bày cũng đã nói tương đối nhiều về các chiến lược thực tế của event của tổng ty rồi. Bây giờ tôi sẽ nói tập trung vào cũng ngắn gọn thôi. Thì cũng như ấy, từ độ mà có chiến lược thì đầu tiên là xem từ môi trường bên ngoài, nền kinh tế vĩ mô. Thì như vậy là chuyển mô hình tăng trưởng từ phát triển theo chiều rộng sang phát triển hợp lý giữa chiều sâu và chiều rộng. Hay là phát triển theo cơ chế thị trường định hướng sau chủ nghĩa, cái này là nghị quyết rồi. Cái này là cái mà các ngành khác thì cũng đã nói là ngành điện mình thì nó đeo nặng mình rất nhiều cái định hướng sau chủ nghĩa này, những vùng sâu những vùng xa đưa mình núi chiến lược mình xuôi rồi tất cả những cái thì chúng ta phải tham gia điện đường đường đạo. Đây lưu ý cũng rất là vấn đề khi mà nói là điện là đầu tiên đấy, điện rồi mới đến đường đường trạm. Từ bây giờ điện của chúng ta thì mới xuống như vậy. Từ nghị quyết trung ương năm những năm 90 đã phải là đưa điện đến nông thôn, mà chúng ta có những chương trình ri một ri hai mà vay vốn ngân hàng thế giới để đưa điện, rồi sau đó là ngàn thôn môn đã hết làm điện. Thì cái này chúng ta là người thực thi thôi, tiền là nhà nước đưa cho mà làm và bắt buộc phải làm. Nhưng mà cái hay là nhà nước mình phải bảo toàn phát triển vốn, không nào mà làm mất vốn là đi tù. Trong khi đó thì cái định hướng này phải làm ưu tiên đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng với trọng tâm hạ tầng giao thông, cung cấp điện thì đâu phải học ở đô thị lớn. Thế chúng ta thấy là trong những chiến lược vĩ mô thì ngành điện cũng là ít nhất cũng phải có tên có tuổi đứng vào trong cái hàng thứ nhất thứ nhì của chiến lược của chính phủ. Về khoa học công nghệ thì tôi nói là bây giờ như về công nghệ là đổi mới, thì chúng ta ứng dụng các công nghệ tiết kiệm nguyên liệu và năng lượng, công nghệ thân thiện với môi trường, các năng lượng sạch. Vừa rồi quy hoạch điện là đến năm bao nhiêu kWh triệu tỷ kWh giờ điện, bao nhiêu mê kWh điện là điện sạch, đó, trong đó điện mặt trời bao nhiêu, điện gió là bao nhiêu, rồi tất cả những cái bây giờ một cái mà thì điện của các anh chị là bây giờ cơ bản chúng ta khai thác gần hết rồi, không còn những nhà máy lớn như Sơn La, Lai Châu, Hòa Bình, Yên Linh không còn, mình chơi sạch rồi, không còn. Bây giờ tiến tới là Hòa Bình mở rộng, Yên Linh mở rộng, tất cả những sử dụng cũng mở rộng, thì những cái mở rộng đấy là tận dụng cho về những nguồn công suất lớn đó, và chúng ta đang thiếu hụt về nguồn. Báo cáo với anh chị, nhà hai nhà máy điện hạt nhân ở Ninh Thuận quá vô thời hạn, các nhà máy nhiệt điện thì phản đối, nhà máy khí mà tôi nói hồi sáng về cái mỏ mà cáo với xanh thì cũng đang rất phức tạp để triển khai. Vì nếu mà khai thác được khí thì mới có nhà máy ở trong này, nhưng mà ra khai thác được cứ ép tới ép lui rồi đơn vị này rút, nhà nước kia rút thì như vậy cũng có khí mà làm. Sản xuất cung ứng điện sẽ phải đối mặt với những hiện tượng cực đoan bất thường của thiên nhiên, cái này chúng ta rõ rồi, nhất là ở miền Trung bão lụt tiền biên
bây giờ là từ xưa mà bão là khoảng cấp 10, cấp 11, 12 là ghê rồi. Cơn bão năm vừa rồi giật cấp 15. Thế nên thì cũng mình cũng có cái gì đo, nhưng mà họ kết luận và họ khí tượng cũng bảo bão giật cấp 15 tột đấy. Ai lưu ý vừa rồi cũng tính bị nữa, cho nên là bộ xây dựng hay bộ khoa học cũng vừa ra cái tiêu chuẩn mới về cột bê tông bây giờ. Có cái gì là mới một cái tiêu chuẩn đó thôi, là chúng ta chôn một đống tiền sẽ không đơn giản. Bây giờ theo như chúng tôi thống kê thì cái cột bê tông là theo tiêu chuẩn mới tăng lên so với cũ có khoảng 25-30%. Để làm đó, tôi định làm để chống cái chuyện bất thường cực đoan này. Thế như vậy là cái cột mà nó tăng cường lên thì sẽ tiến tới là đi theo cái mỏng. Thế nên càng trôi nhiều tiền vào dưới đất thì lưới điện chúng ta lại càng phải đầu tư nhiều, phải đơn giản. Những cái hiện tượng này chúng ta phải biết ứng phó. Rồi chúng ta có những hoạt động về ODA, nhưng bây giờ thì bảo các anh chị là ODA là về cơ bản đã kết thúc. Đối với ngành điện chúng ta chỉ còn cái dự án 3.1 và 3.2 của ngân hàng tái thiết Đức, còn lại là tất cả các dự án ADB N-1, dự án đẹp 2 đưa lên Bộ Tài chính là được cứng nhắc cũng duyệt nữa, tại vì trần nợ công nó vượt nên đến Bộ Tài chính để dừng, không cho bất cứ một doanh nghiệp nào vay hết. Vì vay thì nó cái trần nó lên không kiểm soát được, còn vay song phương thì các doanh nghiệp của chúng ta tập đoàn mình nó lớn hết rồi, nhưng qua đánh giá mà của các tổ chức thì họ cũng chưa dám cho tập đoàn vay, có ai thì cũng dám. Với nhiều lý do về tài chính nó cũng không được cho nó như họ minh bạch và tất cả xếp hạng trên đồ cũng chưa tốt. Cái quan trọng nữa là mình là tập đoàn, mình là vốn nhà nước điều hành. Chúng ta có cái ký cái thỏa thuận với Ngân hàng Thế giới để cái lộ trình tăng giá điện khi mà chúng ta vay vốn, sau đó mình thực hiện. Nó vẫn thực hiện mà thực hiện không đúng theo cái cam kết. Ví dụ vay thế này thì theo thời gian là giá điện phải lên từ ví dụ 6 sen, 7 sen, 8 sen đi lên theo cái lộ trình này, nhưng mình không lên được như vậy thì nó ảnh hưởng đến cái xã hội, đến kinh tế, đến tất cả các lĩnh vực mà chính phủ không cho lên. Và vừa rồi đáng nhẽ năm 2018 này là cũng trong lộ trình có lên giá điện, không biết họ thế nào, vô đề về vào năm nay không cho lên nữa, em điện xem thêm cho tôi lên, không cho lên thôi, ở lại rất là khó khăn. Về cái ODA của hợp tác mình nói với tôi bây giờ không có tiền, tôi cũng nói rồi. Như vậy nói về cái chỗ mà ngành điện là chúng ta nên nhớ là không chỉ có EVN, đây này, EVN, PVN, TKV và những nhà máy BOT, và những nhà máy thủy điện của các nhà đầu tư ngoài. Tuy nhiên thì cũng như tôi nói là bây giờ cho dù là PVN, TKV, BOT hay không nổi này đấy, thì quan điểm của PVN là giữ vai trò chính trong đảm bảo cung cấp điện cho phát triển của đất nước, giữ vai trò chính, mình khẳng định như thế. Báo cáo các anh chị là mình không khẳng định thì cứ đụng đến vấn đề họ cũng gọi mình đâu, tốt nhất là lo mà khẳng định mà làm. Cũng vậy là bây giờ bảo là tại vì cái nhà máy của ông TKV hư, tại nhà máy của ông PVN hư cho nên bọn tôi cũng có tiền là chính phủ nghe, các ngành khác không nghe đâu.
này là cái phần liên quan bên mình gọi là chiến lược, bên này có những cái quyết định, có những chính sách tạo năm 2 để tái cơ cấu của ngành điện ngày này giai đoạn 17-20. Thì bây giờ là cũng nó là đã về chiến lược thì nó có mục tiêu, nó có các cái chỉ số. Bây giờ là cũng bây giờ là xây dựng EVN thành tập đoàn kinh tế mạnh, có trình độ công nghệ quản lý hiện đại và chuyên môn khả năng cao, giữ vai trò chủ đạo trong việc đảm bảo đáp ứng nhu cầu điện. Bây giờ trong những câu từ là như ý, chúng ta cũng giữ vai trò chính và giữ vai trò chủ đạo thì chúng ta không quyết định được. Về ngành nghề kinh doanh thì cái này là để trong cái thì nó tập đoàn thì rõ là trong cái này làm rồi. Ở trong này thì có một cái tôi muốn lưu ý, nhưng mà cuối cùng cũng chả giải quyết được vấn đề, nhưng mà mất bao nhiêu công sức của các công ty để làm việc với tập đoàn để đưa vào trong ngành nghề kinh doanh chính ấy. Đó là chúng ta có cái thí nghiệm điện, chỗ ông bảo này, thí nghiệm điện ngày xưa đã có, bây giờ đưa vào kinh doanh chính. Cái thứ hai là có cái tư vấn. Tại sao mà chúng tôi tập trung cái này? Tại vì báo cáo với anh chị, từ khi mà hai cái đơn vị này thành MTV một thành viên đó là không giống ai hết. Tham gia đấu thầu thì vốn là vốn của CPC nên nó không được đấu thầu vì nó là nó xung đột lợi ích. Vì ông thí nghiệm hoặc là ông thiết kế điện mà tham gia đấu thầu thì vốn của CPC rồi, CPC làm chủ đầu tư mà đấu thầu như vậy là luật cạnh tranh phải cấm, không được đấu thầu. Khi mà không tham gia đấu thầu được thì chuyển qua phải tự thực hiện, trong một hình thức tự thực hiện. Thì khi tự thực hiện thì họ bảo có ông ấy một thành viên pháp nhân độc lập, có phải con ông đông gọi là giao tự thực hiện cũng không giao được việc cũng làm được chỉ đến thầu. Thì bây giờ chỗ anh bảo thì còn đỡ hơn là chỉ đến thầu có khoảng tỉnh là luôn, còn ông thiết thiết kế điện thì chỉ có 500 là luôn thôi. Mà các công trình mà khảo sát thiết kế lập dự án nó mà dưới 500 nó có. Các cái dự án mà của các công ty điện lực thì dưới 15 tỷ với nọ kia thì nó còn có là ít. Chứ còn mới tổng ty làm cái đường dây 810 xảy ra một cái gói thầu dưới 500 triệu nó không có. Thế như vậy là ba hình thức lựa chọn nhà thầu ông ấy đứng ngoài nhìn thôi. Mà cũng con em mình không làm được. Chúng tôi mới đề nghị là đưa vô đây là ngành nghề kinh doanh chính. Ngành nghề kinh doanh chính pháp luật là nếu mà ngày trong cái tập đoàn á, tổng cái nhà nước tập đoàn ấy, nếu mà đầu ra ông này đầu vào ông kia thì được tham gia đấu thầu với nhau, trù lách anh em thì tham gia đấu thầu với người chị đâu. Sau ban pháp chế tập đoàn, ban pháp chế tổng ty và tất cả nghiên cứu quay trở lại là họ viết thì nó viết cho tập đoàn, có nghĩa là cái đơn vị là cấp 2 thì được tham gia đấu như rất. Ví dụ công ty tư vấn 1, 2, 3, 4 thì có thể được tham gia đấu thầu của tập đoàn, nhưng mà không suy luận như thế đối với các công ty thí nghiệm điện với là tư vấn điện đối với công ty cấp 2 là xin xin luật hỗn tạp. Cho nên các anh chị nếu lưu ý là trước đây có một văn bản của nhân ký là cho phép bác tham gia đấu thầu được, nhưng vừa rồi có văn bản hết lại rồi, không được làm nữa thì nó sai luôn, có cái anh chị là sai luôn. Thế thì mất bao nhiêu công sức mà cuối cùng thì cũng về mò cũng làm được kia. Thế thì bây giờ sắp tới xu hướng của tập đoàn là các công ty một thành viên sẽ quay trở về trực thuộc. Như vậy là công ty thí nghiệm, công ty thiết kế điện lực Đà Nẵng, công ty điện lực Đà Nẵng sẽ quay trở lại là thành những công ty trực thuộc.
xu thế. Nhưng báo các anh chị là, nhưng mà không biết lúc một triển khai đó thôi, và cái xu hướng này của các anh chị nó hơi khó, tại vì nó đi ngược với xu thế là cổ phần hóa của chính phủ bây giờ đang khuyến khích là cổ phần hóa tất cả mọi thứ. Thế bây giờ ông đang một thành viên mà nó gọi là trực thuộc chính sách và làm. Thế thì bây giờ bảo luật họ bản về thí nghiệm thì chưa biết làm thế nào, mà về tư vấn bây giờ để chờ ông này mà quay về trực thuộc thì chắc là cán bộ giỏi đi hết trơn thì có việc làm. Sắp tới khi mà thành lập công ty dịch vụ, trong đó có chức năng là tư vấn thiết kế, ông là trực thuộc, ông là một bộ phận của đó, qua đó mà làm lách. Đầu tiên là mình giải tán công ty phát này đi để đâu nó xong, mà nhân vào giải tán một cái công ty cũng đơn giản thôi, cứ để đó rồi qua bên kia làm bên chỗ dịch vụ tư vấn thiết kế khảo sát búa sùa là có chức năng. Và lúc nữa là ông tự thực hiện được, tại vì ông đấy là công ty con của CPC. Nhiều khi mà đưa ra rồi mình phải lách người đấy. Thế nên là sau này mà bên chỗ cao bên chỗ công ty dịch vụ cũng đừng thắc mắc là bảo tôi có ai làm thiết kế đâu mà làm, sẽ có hết đó. Có 100 người bên PEC để chạy qua làm đó, yên tâm đấy. Một số chuyển đổi về công ty thì trong này có nhiều cái mà tôi chỉ muốn nhấn mạnh thì nó liên quan đến mình. Ví dụ như nhiệm vụ ký sơn về Genco 1 hay về Genco 10 đối với những bất động, đúng không? Nhưng mà thành lập cái công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên A không, cái sau này năm 2019 này sẽ ra hoạt động. Họ không còn là một đơn vị như bây giờ, họ là một công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, họ lấy phí điều hành đó, rồi sau họ điều hành thị trường điện. Thì ông A không, A một, A hai, A ba nó sẽ là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Nhưng bây giờ cũng nó khó theo luật ấy, là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là chỉ có đến cấp 2 thôi, không có cấp 3. Và anh chỉ luật có nghĩa là tập đoàn là công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên, có con là A không là công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên, cái ông A một, A hai, A ba là cháu, không biết là thành cái gì chưa biết. Cái ông Đà Nẵng là lỡ thành lập rồi thì họ để luôn, nhưng mà bây giờ thành lập ví dụ CPC thành lập một công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là sai luật, có nghĩa là chỉ đến cấp 2 thôi, đến con công ty cháu là không được. Thì như vậy ông A một, A hai, A ba là như thế nào? Ông trước nói mình chưa thấy nghiên cứu báo cáo cái gì đấy, rồi mình đưa luật ra rồi mình ngồi nghiên cứu với nhau để tách luật. Như vậy là sau này khi thay đổi thì báo cáo anh chị trong này này, A không là năm 2019 cổ phần hóa ba Genco, hôm rồi là cổ phần hóa Genco ba bán rồi, nhưng mà bán được ít ấy. Tại vì báo cáo ngay chỉ là nước ngoài khô lắm, mà như mình bán không mua, nó phải mua đủ cái cổ phần chi phối thì nó mới mua, không điên khùng đưa tiền cho mấy ông Việt Nam tiêu hết, ông tiêu làm bậy làm bạ rồi chết. À, mà mình thì lại không muốn bán nhiều. Đúng không? Mình đang muốn giữ cái an ninh năng lượng, không muốn họ. Mình thì muốn bán, nhưng bán ít thôi. Ông đưa tiền cho tôi, đồng ý, nhưng mà ông được điều hành. Nhưng mà nước ngoài đưa nhiều tiền là hắn đứng vô rồi bán là không thành công. Trên cô ba là thành công. Mình đưa ra một cái củ cà rốt là đến 2020 là chúng ta sẽ bán đến 49 hay bao nhiêu phần trăm cho cái ông Genco 3, Genco 2 này. Đưa ra nữa rồi đâm đầu vào mua 1-2% sau đó là bán nữa đó.
Cho nên bây giờ bạn là rất khó. Như vậy là tổng công ty truyền tải là vẫn còn 5 tổng công ty điện lực Bắc Trung Nam Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh với Nha Trang, và thêm một công ty nữa là một thành viên A Hồng. Thực ra thì cái này nghiên cứu đâu sau này sẽ hoạt động thế nào thì ông này không liên quan đến điều hành lưới điện của mình. Ông không thì lên cao, nhưng mà ông A ba thì không biết ông hoạt động thế nào mà sao ông điều hành được. Và phần nữa là thoái vốn toàn bộ cái tư vấn ba, tư vấn bốn, công ty tư vấn ba, tư vấn bốn, tư vấn ba ở trong Sài Gòn, tư vấn bốn ở Nha Trang, tập đoàn thoái hết vốn cho ông thành công ty cổ phần lý đấu thầu thoải mái, tập đoàn không giữ vốn để chi phối lại hết, nhưng mà giữ lại tư vấn một và tư vấn hai. Nhiều người thắc mắc tại sao không cổ phần hết đi, nó lại cổ phần có hai ông thì giữ lại heo, một ông phía Bắc, ông phía Nam. Họ bảo với anh có rất nhiều công trình phải làm trước, điển hình là mạch ba. Nếu không có nhau tư vấn một trực thuộc EVN để ra lệnh làm đi, chưa có quy hoạch làm đi, thì mấy ông cổ phần đâu dám làm, làm xong bây giờ thì cũng được lấy ra, đúng không? Nhưng mà cái ông tư vấn mà bây giờ này cổ đông vẫn còn, sắp tới này thì như vậy là những mệnh lệnh, những nhà máy nhiệt điện, những công trình trọng điện thì chúng ta phải giao cho những ông mới làm, giao cho những ông đi làm thì ông này mình mới điều hành được. Thế còn bây giờ cổ phần hết rồi, có một số công trình mà mình điều hành được, cái chờ đấu thầu rồi trúng thầu làm thì tôi nghĩ thì bây giờ mạch ba là không biết lúc nào. Bây giờ báo cáo cái gì là thiết kế bản vẽ thi công mạch ba xong đây rồi, trong khi đó chưa có quy hoạch. Anh nói mà anh chỉ biết thế thì nếu mấy ông đứng thuộc thuộc EVN đời nào cũng làm, đúng không? Bây giờ vẫn phải giữ lại hai ông phía Bắc như thế nào, có ý như thế. Như vậy là để rằng mà làm nửa vời đi, cổ phần 4 năm hết đi, không phải đều có mục tiêu đấy. Này ông mới viết này, sau 2020 tiếp tục thoái vốn tại Genco 3 xuống dưới 51%, có nghĩa là các anh mà mua cổ phần cổ phiếu là bây giờ ngồi nhìn thôi, chờ 2020 sau là biết 51, 2020 đến 2050 cũng là sau, ông chưa bán cổ phần cổ phiếu, không nhảy vô điều hành được, cho nên được rồi bán được rất ít, cũng thành công. Có cái ông thiết bị đông anh, cái này thì ông này hỏi thoái vốn mà bây giờ tập đoàn phải đồng ý, ông đấu thầu cũng được cái gì, đấu thầu công vốn mà vốn DA, công vốn nước ngoài, công vốn đấy là nó kiện, ông bảo ông này là bỏ vốn của EVN, cho nên đấu thầu như vậy cạnh tranh không lành mạnh, cho nên từ khi mà có những cái đợt có thư nó gửi ADB và đến bây giờ Đông Anh không tham gia vào bất cứ một cái dự án nào từ vốn vay nước ngoài. Cho nên bây giờ ông này thoái, ông này xui, thoái xong thì hết Korea, số xui bây giờ thoái đi. Tôi nói tôi gặp mấy ông bây giờ thoái bây giờ Korea không còn nữa. Ông ở EVN còn xin làm máy 500, làm máy 220 rồi, được bây giờ ông thoái hết vốn là kẹo. Cái ông vô đang bỏ, tôi thở không được. Này một cái nữa mà đang làm mà hồi này tôi nói tắc. Tắc mà lại tốt đấy, đi tắc đón đầu không biết tôi giỏi mà đi. Tại IDCBC, đến nay ngày chuyển lưới điện 110 từ PC Đà Nẵng sang CGC, cái mà thực hiện tháng 3 vừa rồi. Riêng Khánh Hòa chưa chuyển sang CGC được, nói vì cái vụ AVG mà bán tài sản của tư nhân cho nhà nước nâng vốn lên, bây giờ cũng dám làm, thì bây giờ cũng may cũng đưa qua để đưa lại được, cũng rất là trách nhiệm.
Đây là cũng nói với anh cái nếu hôm nay đi chiếu rồi, nhưng mà nói như vậy là một chiến lược tập đoàn là lưới điện 110, lưới điện 500 mới đạt chuẩn N-1, lưới điện phân phối chưa này. Nhưng mà chúng ta phải đi trước đi, vì nếu mà chỉ có 110 không là không có ổn định được. Rồi đồ tin cậy cung cấp điện sai đi tòa event là nhiều hơn 5 phút và chúng ta là 43 phút, tổn thất toàn event là 6,5, trong đó giao cho tổng công ty mình là 1,8. Vì phần còn lại báo cáo còn truyền tải nữa, nghe không phải là nghe điện là cứ nghĩ là còn truyền tải nữa, cho nên là phần còn lại của truyền tải. Còn năng suất lao động là 2,5 triệu kWh người, 2,5 triệu. CVC phấn đấu đạt 2,5 triệu kWh người năm 2020. Trong này các giải pháp của chương trình hành động này có nhiều thứ mà tôi chỉ muốn nói là cái mà chúng ta áp dụng công nghệ mới mà CVC cũng rất tự hào là đi đầu, đó là cái hotline. Mặc dù mình đi sau thành phố Hồ Chí Minh, bây giờ mình thuộc lại đi đầu. 13/13 công ty điện lực và hoạt động rất hiệu quả. Bây giờ một số công ty điện lực đã đăng ký để đổi thứ hai, và công ty đổi an này cũng đã phát triển và giảm. Chúng ta trước đây chúng ta học ở thành phố Hồ Chí Minh, bây giờ chúng ta về trường điện này học, học được hai lớp rồi, là ông Đăng Nông và ông Quốc Tung, hai ông đó ở đây. Đương nhiên là thầy cũng mời thầy cái này nhưng mà học đây. Và hiện nay đang có lớp ở Đắk Lắk đúng không? Đắk Lắk đang có lớp ở đây và tiến tới học đó là như vậy, là các đơn vị thực hiện tốt cái phát lại thì sẽ đào tạo thêm và sẽ cố gắng áp dụng để giảm cái thời gian mất điện. Và trong thời gian tới tất cả các dự án đầu tư trong quá trình lập FS, tất cả thì một số phần phải đưa vào và đấu bằng phát lại, không cho các điện để đấu nối đưa vào. Trước đây ấy, tôi nói thế, trước đây là mình đưa vô để khi căng được bắt nhà thầu rồi đi thuê ông để làm tiền nó khác, cứ làm nhằng. Bây giờ bảo xin mua thì FS cũng có, biện pháp tổ chức thi công cũng có. Đặc biệt là một số dự án thì chúng ta có JICA rồi sắp tới 3.1 bổ duyệt mà mình đưa trong FS, muốn đưa cái tiền thì bây giờ mình duyệt thêm là không được, giải pháp khác đấy khó đấy. Thì bây giờ xây đi thì cũng muốn thấp mà muốn cũng đầu tư cũng muốn đưa nhanh, cho nên cái lộ nhóm rất là được. Sắp tới là các dự án mới bắt buộc phải tư vấn là những đường dây mới thì đương nhiên không thi công người thường, không có vấn đề gì hết, nhưng ông đấu nối vào bằng phát lại, không cho phép làm biện pháp là xin cắt điện để đấu nối. Chỉ có tôi nói có cái duy nhất là cải tạo thay dây rồi cắt điện, còn lại tinh thần không cho cắt. Báo cáo lên chị này để biết. Còn ông nào có giải pháp nào mà thay dây không cắt điện nữa thì chẳng áp dụng luôn, khỏi. Mà cái này cũng chưa có, phải báo các anh chị. Bây giờ là cũng sẽ cố gắng áp dụng công nghệ mới để giảm. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Báo cáo anh chị cũng nhiều, ví dụ anh chị đi học cũng là một biện pháp để thống nhất, hiểu biết, nâng cao. Cho người lớn tuổi nghỉ về lấy một phục tiền có thể cũng nhiều, thay vào đổi thay báo, thay nguyên mới.
khỏe mạnh, năng động. Đó là một trong những cách cũng là chúng ta nâng cao chất lượng của nguồn nhân lực. Cho có nhiều cách nhưng mà phải có chính sách. Ngày trong này nói này, tập lại này. Nhưng mà trong những cái mà làm mà tôi vẫn về đầu tư xây dựng mà tôi chưa thống nhất, nhưng mà tập đoàn bỏ ra quy định rồi. Nó bảo một công trình mà từ khi đóng điện xong trong vòng 3 năm là không cho cắt điện để sửa cái chi hết, là như thế vì bất cứ lý do gì. Thì cái đó là tôi thấy nó có cái gì để nó cũng ổn. Không ổn tại vì trong quá trình năm đầu tiên ấy, là bảo hành, bảo hành anh chị. Mấy ông thì bảo là tại vì bay giám sát kém cho nên nó tụt trặc. Tôi nghĩ phải. Không đơn giản mà người ta nghĩ ra là phải bảo hành. Tại vì vật tư thiết bị đưa lưới điện mình và tất cả những khác trong thời gian vận hành 12 tháng đầu tiên dễ xảy ra những cái hư hỏng trục trặc nhất. Lúc đó là họ lấy mới hoạt động mà mới biết được, thì lúc đó là phải khắc phục chứ. Chứ lúc đó là không cho các tiền sửa ra bây giờ hư rồi nó ra. Mà thôi thì bây giờ cũng lách ra thôi, chứ còn báo cáo với anh chị là trong giai đoạn bảo hành về chất lượng vật tư đó thì họ thấy có người nói là tại vì mua đồ dồn cho nên nó hư. Nếu mà nói như thế thì đâu có chế độ bảo hành nữa đúng không, thì có bảo hành nữa phải tục trặc. Đây các cái tôi vừa nói đây. Quy định này trong vòng 3 năm kể từ khi đóng điện không cho phép đối với các điện để sửa chữa, sửa chữa tồn tại. Qua đang phát hiện ra đang để cơ à, để 3 năm sau mới sửa. Quy định này. Nhưng mà thôi tập đoàn là tập trên là tôi nói rồi là vật tư thiết bị bảo sinh ra cái bảo hành là để gì, trong quá trình vận hành đầu tiên nó sẽ phát triển cục tạc trong sản xuất trong tất cả, đó là cái nguồn. Anh đừng nói là tại vì quản lý kém thì những cái, nhưng mà nếu không cho các một số điểm, nhưng mà rõ ràng là bên này quy định là hơi cứng nhắc. Họ nghĩ rằng trong 3 năm là nó còn tốt, sau đó thì có thể hư cho các tư. Tôi đánh giá là trong vòng năm đầu tiên rồi là mọi cái trục trặc nó sẽ bộc lộ. Còn sau đó, sau khi hết bảo hành thì tôi nghĩ 3 năm đến 5 năm cho các điểm cũng được, thì rõ như thế. Đây là tập đoàn bây giờ đến CV thì cũng có một cái đề án. Một cái gì khi thành lập tổng ty thì tập đoàn giao cho mình đến 9 đề án. Các bạn coi như bỏ đầu ra một viết 9 đề án thì thực hiện. Trong đó có cái đề án nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động. Thế nên có những cái chiến lược mới thêm từ từ đề án. Thì như vậy cũng là theo lý thuyết thì cũng có mục tiêu đó, tầm nhìn, mục tiêu đảm bảo cung cấp điện, tầm nhìn xây dựng EVN thành một cái nào kia đấy, mục tiêu tầm nhìn và các mục tiêu cụ thể. Thì trong đây thì cái số này thì tôi mong là các anh chị chúng ta cán bộ lãnh đạo cấp cơ sở những con số này gọi là thuộc lòng, thống nhất quan điểm. Năm 2020 tổng thất điện năng của tổng đều là 4.8%. Vừa rồi là có chỉ tiêu phấn đấu là 4.6%. Phấn đấu thì được, thế thì tốt cũng được thôi, cũng không cắt thì đua. Rồi là sai đi 421 khách hàng một năm. Tuy nhiên thì lưu các anh chị đến này không đánh đồng, các nhà họ cũng đánh đồng thành phố với miền núi như nhau. Chúng ta đã phân ra tính là người thầy có cái vùng vừa rồi cũng có cái thì là sơ kết 6 tháng và 7 tháng mới làm được đấy, là lỗi tại ông ban kỹ thuật giao từ đầu năm đến khi chuẩn bị sơ kết rồi mà không ra được cái mô hình là cái chỗ mô là giới 100 phút chỗ nào, 200 phút chỗ nào, giới 4-5 phút
để làm việc với điện lực để phân bổ ra để thực hiện cái chính sách là 402 phút trong năm 2020. Có nghĩa là toàn tổng công ty thì đạt cái số lên, nhưng không có nghĩa rằng là ông Đà Nẵng cũng 402 phút cũng được. Đà Nẵng mà đâu cũng nhớ đâu trong trong mấy 200 chứ thôi. Ông Đà Nẵng cũng chơi 402 phút rồi thì ông Tuyên Hóa Minh Hóa ai gánh cho. Phần này mà ông ban cái cuộc làm mất 6 tháng mà làm quậy. Rồi bây giờ anh thấy sơ kết. Sơ kết 6 tháng ra tôi chỉ sơ kết 7 tháng. Đúng không? Vừa rồi sơ kết 7 tháng tại vì nó trễ. Làm ra. Làm tới là lùi đưa sổ ra không thống nhất. Rồi chỉ số đầu tiên cài chỉ số tiếp cận điện năng tại này, cái này nó thật các anh chị đưa ra về cá nhân tôi thấy nó không ổn. Có cả hai cái thế này, cái đầu tiên là có nhiều người nói cần 7 ngày. Thực tế ví dụ tôi làm nhà ấy, tôi đến tôi đề lực là tôi xin cấp điện để thi công mà kia. Tôi là cái ông là lo xa thì cứ đến tháng thì lo trước mà cũng điện được nên mất giờ đến được tháng tôi xin cấp điện đúng không? Ông này cắm đầu cắm cổ làm vài ngày tôi đã cần đấu. Đặc biệt là các cái nhà máy sản xuất họ lo xa đến năm tôi nghĩ là chỉ cần là họ đăng ký ngày nào mình cấp được là tốt nhất. Thế còn bây giờ cứ 7 ngày rồi họ đâu có biết là mình làm 7 ngày đâu, họ lo rồi họ đến làm. Cái thứ nhất, thứ hai cũng đơn giản là 7 ngày thôi, đây chị biết được em với cái đồ số ông Thủy đến xin cấp điện này cả các anh, nhưng mà cái ngày ông Thủy đưa đơn đến là chưa ghi, ông đi thi công thì cũng xong rồi à, như vậy hôm nay là ngày 11 tháng 9, ok như vậy là hoàn thành 11 tháng 9 thôi, còn 5 ngày. Ngày 6 tháng 9 ông Thủy mới đưa cái đơn lên. Làm nước là mình làm để đối phó với thực chất nó phải nước, đúng không? Có thể ông Thủy một tháng không có điện nữa. Nhưng cái giấy tờ kiểm tra là 6 ngày. Còn ông nào thích là một cái ngày đấy, mới đưa điện ngày 10 và ngày 11 có điện này. Cũng được, thì ông tưởng ông đi quá. Cũng được, sau này thì nhập lên máy là không còn đến đăng ký. Bây giờ tổng đi đâu muốn, mà các đơn vị vẫn chưa làm được đấy là một cơ bản đấy, đăng ký cấp điện rồi lên chính thức đăng ký cũng sửa được không ạ? Cái chỗ mà cấp điện mà online đó là không có sửa được, chứ còn không là sửa hết, thấy số đẹp nhưng không phải bản chất đấy. Có hai cái mà làm được đấy, thứ nhất là không cần phải làm như nếu như họ không cần điện. Mình không thể nào nói với ông Thủy đến xin cấp điện bảo tôi thế này là cấp trong 7 ngày em cầm đơn về đi. Khi nào mà tính đến 7 ngày em đến đưa đơn tôi làm thôi, mình không làm, mình không cần đơn. Cũng không cần nên bị mắc đến mình về 7 ngày. Nhưng mà thôi bây giờ để mình quy định, thế nên là nằm trong cái chỉ số mà của ngành điện mình ấy. Cho nên phải nâng lên rồi. Cái này tôi nói rồi. Cái thương phẩm năng suất lao động này nói là cái này là CPC đau đầu, nhưng mà thôi chấp nhận. Thì có các anh chị thì về cái đề án mà nâng cao năng suất lao động này, mình cũng có đề án về tổ chức một rồi ban này và chúng ta thực hiện thì trong một loạt cái này chúng ta đã làm rồi, có một số chủ trương thay bên hay bên khác là còn đầu tư xây dựng giao vốn cho các công ty điện lực từ năm 2017 đến 2020 giao hết rồi. Nhưng mà có một cái rất hay là công ty điện lực nào kêu ý thế, không có công ty nào là kêu là giao vốn như thế là độ làm kêu ý hết, trong cuối năm là thừa tiền, năm một thừa tiền, xài hết, này có cái đặc biệt đó.
lại mới mà cái kết bảo là những cái này mới cập nhật. Bảo này này chúng ta là như vậy là đến năm 2020 là 402. Năm nay là kế hoạch của chúng ta là 898, mà đến cái thời điểm mà chúng ta đi sơ kết là được 578 rồi. Và vừa rồi giao ban tổng giám đốc ra một cái chỉ thị rất là ngặt nghèo một anh vừa chỉ đang 33 rồi. Đến tháng 11 mà cái chỉ số này không đạt, có khả năng không đạt, không cho can thiệp nữa. Tất cả các sửa chữa lớn đầu tư xây dựng nhé, đưa qua năm sau chỉ số này bắt buộc. Mấy năm rồi mới đạt, bây giờ mình cũng đạt. Đấy, đến tháng 11 là ban kỹ thuật báo cáo tình hình sẽ thực hiện như thế nào. Nếu không làm được, không đạt được cái chỉ số là 989, mà cho dù là nó vượt đi 999 là không được. 898 là 898, còn không tốt là 897. Đó, nhưng mà các anh số thật này, số độ cho đạt là họ tổng tiền cần. Nhưng mà sẽ không cho các điểm, dứt khoát. Cũng cho sửa chữa nhỏ, không có đầu tư xây dựng, cho đấu nối hết. Tháng 12, dừng. Nếu mà mình làm tốt thì vẫn còn thì vẫn làm. Chứ không phải vì cái này, nhưng mà phải kiểm soát để hồi sáng qua nhé.